Tất cả anh chị các bạn, xin chào anh chị các bạn. Chúng ta sẽ gặp nhau trong cái video bài học tiếp theo. Video này thì tôi sẽ trình bày với các bạn về một cái chủ đề cực kỳ hot, đó là các cái kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp. Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp dành cho nhân viên kinh doanh thị trường, đi mở các cái điểm bán hàng, phát triển kênh phân phối. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh, hiện nay thì tôi là giảng viên đại học, một trường đại học lớn với 15 năm kinh nghiệm. Về học vấn thì tôi đang làm nghiên cứu sinh, có bằng MBA quốc tế, cũng như là có bằng thạc sĩ luật. Chắc là các bạn biết đến tôi nhiều với cái việc là dạy bán hàng online, chạy quảng cáo Facebook, TikTok, Zalo, YouTube vân vân. Và trên kênh PR Marketing của tôi thì cũng có một loạt các cái video như vậy. Trong video này thì tôi sẽ trình bày với các anh bạn và các bạn full option, full skill, các cái đầy đủ nhất về kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp dành cho bộ phận kinh doanh, từ giám đốc trưởng bộ phận đến nhân viên kinh doanh, chuyên viên kinh doanh, chuyên đi bán hàng, tiếp thị và phát triển kênh phân phối. Vâng, để bắt đầu thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị và các bạn qua một cái sơ đồ mind map rất là đầy đủ như này. Vâng, thế thì kỹ năng và nghệ thuật bán hàng chuyên nghiệp thực sự hiệu quả và có cái tính thực chiến ở thương trường cao nhất thì các bạn có thể nhìn thấy cái sơ đồ mind map ở đây tôi làm rất là kỹ. Và cái sơ đồ mind map này nếu mà các bạn lấy file Word thì nó cũng phải rơi vào khoảng 30 trang. Đầu tiên thì ta sẽ nói về việc xây dựng các chính sách. Làm sale thì phải xây dựng các chính sách rất là quan trọng, bởi vì chính sách kém thì khó có thể thu hút được khách hàng, thu hút được nhà phân phối, đại lý và các cái mô hình kinh doanh khác. Thế thì chúng ta ở đây có rất nhiều các loại chính sách, như chính sách bán hàng, xây dựng bảng báo giá, đúng không ạ? Rồi các chính sách về công nợ, chính sách giao hàng, chính sách thu hồi, đổi trả và hỗ trợ cho khách hàng, hàng lỗi vân vân, chính sách bảo hành, sửa chữa vân vân, chính sách hỗ trợ cho nhà phân phối, cho đại lý các cấp, chính sách thưởng dành cho nhà phân phối và đại lý các cấp, chính sách chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán, các cái chính sách khuyến mại để thúc đẩy các chương trình bán hàng theo thời gian thực, ví dụ như theo tuần, theo tháng, theo quý, theo năm, các cái chính sách khác nếu có đó. Vâng, nội dung thứ hai thì chúng ta sẽ đi xây dựng một cái bộ công cụ bán hàng chuyên nghiệp, tiếng Anh người ta gọi là sales kit đấy. Thế thì bộ công cụ bán hàng ở đây gồm những cái gì? Ví dụ như bảng báo giá, chính sách hợp đồng mua bán, catalog, profile sản phẩm, hàng mẫu, rồi thì quần áo, trang phục của nhân viên kinh doanh, danh thiếp, rồi các chứng nhận, chứng chỉ, các công bố về chất lượng sản phẩm, về cái sự lưu hành sản phẩm, vân vân. Tất cả những cái giấy tờ đấy, đúng không ạ? Rồi chuẩn bị những cái loại hình media, rồi thì danh thiếp, thư giới thiệu, thư ngỏ, đúng không ạ? Các cái bảng báo giá và bảng chính sách bán hàng, các cái vật phẩm hỗ trợ như là cặp, túi, sổ, bút, rồi vân vân. Đó, thế rồi thì các cái thiết bị khác nếu có, như là laptop hay tablet hay smartphone. Đó, rồi thậm chí là các cái nền tảng online như là YouTube, Facebook, website thì chúng ta cũng có. Thì đấy là cái phần sale kit là chúng ta cũng phải chuẩn bị rất là kỹ để chúng ta bắt đầu đi chào hàng, bán hàng, đúng không ạ? Thứ ba là tôi sẽ trình bày các anh chị về các chính sách về lương thưởng dành cho bộ phận kinh doanh, ví dụ nhân viên kinh doanh, phó phòng, trưởng phòng, giám đốc, đúng không ạ? Vâng, đó. Thế thì ở đây nó gồm những cái gì? Lương này, lương cứng, lương mềm, thu nhập này, xây dựng như thế nào, thưởng như thế nào, thưởng nóng, thưởng lạnh ra làm sao, trợ cấp, phụ cấp, chính sách, rồi công tác phí, vân vân, thiết lập KPI cho sale, tuyển dụng và báo cáo, đúng không ạ? Tiếp theo là cái phần rất là quan trọng, là chủ đạo và linh hồn của cái video này, cái video về kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp và đầy đủ nhất, được viết và trình bày bởi giảng viên doanh nhân Nguyễn Phan Anh là tôi. Trong này thì tôi có 12 cái kỹ năng. Đấy, kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp ở đây thì tôi trình bày với các anh chị 12 cái kỹ năng, bao gồm thứ nhất là chúng ta phải đào tạo về sản phẩm, phải hiểu và am hiểu về chính sách, am hiểu về sản phẩm, am hiểu về khách hàng. Đó. Chúng ta phải có các kỹ năng hẹn gặp và thiết lập cuộc hẹn, kỹ năng chào hàng, bán hàng qua điện thoại và thiết lập cuộc hẹn qua điện thoại, kỹ năng và nghệ thuật tư vấn, trò chuyện với khách hàng. Có rất nhiều người, chúng ta đi bán hàng, chúng ta không nhất thiết là cứ phải nói về sản phẩm, chúng ta có thể nói về mọi chủ đề, mọi chủ đề mà khách hàng thích, đúng không ạ? Từ giáo dục con cái cho đến tình yêu, hôn nhân, giới tính, gia đình đều được. Đấy, cho đến các cái chuyện chính trị vân vân.
kỹ năng và nghệ thuật thu hút khách hàng, làm cho khách hàng quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của mình. Đấy. Kỹ năng và kinh nghiệm để nhận ra được cái nỗi đau và sự sung sướng của khách hàng, để từ đó chúng ta sẽ tấn công, chúng ta sẽ nói nhiều vào cái điều này để giúp cho cái việc bán hàng trở nên thuận lợi hơn. Và tiếp theo đấy là kỹ năng xử lý lời từ chối. Hãy nhớ rằng là việc từ chối là việc của khách hàng, còn việc bán hàng là việc của mình, và hai việc này thì chúng ta phải làm việc song song. Đừng vì những cái lời từ chối của khách hàng mà chúng ta sợ khách hàng, đúng không ạ? Và chúng ta phải xử lý hết. Họ càng nói ra những cái lời họ không thích như thế này, không thích như thế khác, thì chúng ta càng biết được cái thứ họ sẽ thích là gì. Đấy, kỹ năng chốt đơn hàng, kỹ năng chốt đơn, sau đó thì đeo bám và theo đuổi đơn hàng. Rất nhiều người nghĩ rằng là chốt đơn là xong, nhưng không phải, chốt đơn chưa xong. Sau đó là chăm sóc khách hàng trong và sau bán, đúng không ạ? Và đặc biệt là đã làm sale thì chúng ta phải có kỹ năng thu hồi công nợ, đúng không ạ? Đấy, đấy là lý do tại sao mà tôi có đến 12 kỹ năng full skill cho các bạn. Thế còn tìm kiếm khách hàng thì chúng tôi chia thành online và offline. Online thông qua Google, Facebook, Zalo, TikTok, YouTube, website, email, số điện thoại, sàn thương mại điện tử, vân vân. Offline thì ta có các cửa hàng, các cái đại lý, kho hàng, vân vân, hội thảo, hiệp hội, tham gia vào các hiệp hội, tổ chức các câu lạc bộ, hội nhóm, vân vân. Khách hàng giới thiệu khách hàng, rồi thì những người bán hàng khác hợp tác cùng chung với chúng ta như thế nào, xây dựng mạng lưới ra làm sao, tạo phễu khách hàng như thế nào, đúng không ạ? Lấy các cái dữ liệu nếu có thể từ hải quan, thuế má, doanh nghiệp, vân vân, để chúng ta có được cái thông tin của khách hàng, để chúng ta tiếp cận khách hàng. Đó, chúng ta phải phân loại, tìm hiểu, và từ đó chúng ta phải tiếp cận họ, tìm kiếm được họ và tiếp cận được họ. Đấy. Và mục số 6 thì chúng ta sẽ nói về cái kỹ năng lập kế hoạch công việc, quản lý công việc và báo cáo công việc cho chính mình hoặc là cho đội nhóm của mình nếu mình làm quản lý. Rất nhiều bạn nhân viên kinh doanh không biết phải đi đâu, không biết phải làm gì, không biết phải cái quy trình như thế nào, cho nên là cái kết quả nó rất là kém. Và thứ 7 đó là tổ chức các cái mô hình bán, phương thức bán và kênh bán. Ví dụ như là chúng ta bán trong nước hay là chúng ta bán quốc tế. Trong nước thì chúng ta có bán buôn, chúng ta có bán lẻ. Bán buôn thì chúng ta có các kênh phân phối, các điểm bán, mô hình nhượng quyền, tìm kiếm khách hàng online, rồi thì affiliate, rồi dropshipping, rồi phát triển hệ thống cộng tác viên người bán. Ví dụ như là các mô hình đa cấp hoặc các mô hình boss mỹ phẩm, boss dược phẩm, boss chăm sóc sức khỏe, đúng không ạ? Các mô hình cộng tác viên. Trong bán lẻ thì chúng ta có mở cửa hàng, phát triển chuỗi, nhượng quyền, chạy quảng cáo, chốt đơn trên các nền tảng như Facebook, Google, Zalo, YouTube, TikTok, vân vân. Bán hàng live stream trên Facebook, TikTok và YouTube, thậm chí là Shopee trên các sàn thương mại điện tử. Thế nếu mà bán quốc tế thì chúng ta cũng có thể bán buôn, rồi chúng ta bán lẻ, vân vân. Và mục số 8 đó là chúng ta cần phải có văn hóa, đào tạo, duy trì, phát triển đội nhóm, sàng lọc và động viên các đối tượng. Đấy, và cái khóa học này thì chúng ta dành cho những người làm kinh doanh, những người bán hàng, từ đối tượng là nhân viên, chuyên viên đến phó phòng, trưởng phòng, phó giám đốc và thậm chí là CEO. Đấy, chúng ta đang phân phối sản phẩm, chúng ta đang sản xuất sản phẩm và chúng ta muốn bán sản phẩm ra thị trường, bán buôn, bán lẻ, bán xây kênh, bán phát triển kênh phân phối, rồi thì phát triển kênh bán lẻ, phát triển chuỗi, vân vân. Đó. Thì đây là thông tin của tôi. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh, đúng không ạ? Giảng viên đại học và doanh nhân, giám đốc công ty PR Marketing. Tôi cũng từng làm giám đốc kinh doanh cho rất nhiều doanh nghiệp lớn và tập đoàn lớn. Ví dụ như là giám đốc kinh doanh cho tập đoàn giáo dục Atlantic, rồi giám đốc kinh doanh của tập đoàn nhựa Bình Thuận, rồi giám đốc marketing của tập đoàn Sơn Kim Lâm, và bây giờ thì đang làm giám đốc kinh doanh cho cái thương hiệu keo NASA Silicon. Keo NASA Silicon các bạn có thể nhìn thấy đây. Đó. Tôi cũng là giảng sư, giảng viên của Học viện Doanh nhân BTI, Vân Nguyên, HSB, FSB, vân vân. Website của tôi là pamarketing.vn, email của tôi là fananhonline@gmail.com. Facebook tích xanh của tôi là facebook.com/fananhonline. Các bạn tìm chữ Phan Anh Online hoặc là Nguyễn Phan Anh PR Marketing để thấy. Số điện thoại của tôi là 0989 623 858. Kênh YouTube là pamarketing.vn. Và tôi có nhận đào tạo, tư vấn, triển khai in-house hoặc là theo yêu cầu với các cái doanh nghiệp, tổ chức và các cá nhân. Tôi có thể huấn luyện tăng doanh số bán hàng nhờ online, nhờ offline, nhờ phát triển chuỗi, vân vân. Rồi, thì đấy là tôi phần giới thiệu về tôi. Thì sau đây thì tôi sẽ bắt đầu đi vào chi tiết. Các bạn nhìn những cái file này chắc là các bạn sẽ rất là thích. Và tôi có thể là bán cho các bạn cái tài liệu này. Tôi có thể là
hỗ trợ cho các bạn những cái tài liệu này và xem cái video này của tôi. Đầu tiên thì để có một cái kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ bắt đầu với việc là chúng ta cần phải có cái chính sách bán hàng. Đấy, chính sách bán hàng phải xây dựng chính sách bán hàng chuyên nghiệp, cạnh tranh, ưu việt và hấp dẫn. Trong bối cảnh bây giờ mà chúng ta không có chính sách bán hàng tốt thì tôi khẳng định là rất khó để có thể thuyết phục được khách hàng, mặc dù chúng ta có thể có một cái đội ngũ kinh doanh rất là tốt. Bởi vì chính sách của chúng ta khó cạnh tranh được, không hấp dẫn. Thí dụ như là các nhà phân phối, các đại lý, các khách hàng thường chê là hàng nhà em khó bán lắm, rồi thì chính sách của em như thế không tốt đâu, nhà kia nó hỗ trợ nhiều hơn rất nhiều. Thế thì chúng ta phải chia, đầu tiên là chúng ta phải chia ra các cấp như nhà phân phối độc quyền, nhà phân phối cấp tỉnh, hoặc đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, thậm chí là đại lý cấp 3, cấp 4 tùy vào các bạn. Nhưng thông thường hiện nay thì người ta chỉ làm đến cấp là nhà phân phối độc quyền, nhà phân phối và đại lý cấp 1, đại lý cấp 2 là đã nhiều lắm rồi. Người ta thường gọi tắt là C1, C2 đấy. Vâng. Đó. Thế thì sau đó với các cái mức phân cấp như này thì chúng ta sẽ có chính sách giá khác nhau. Có thể là giá theo chiết khấu, có thể giá thẳng. Nhưng mà ví dụ như là nhà phân phối thì giá nó phải được ưu đãi hơn so với đại lý cấp 1. Và đại lý cấp 1 thì nó phải ưu đãi hơn, tốt hơn so với đại lý cấp 2, chắc chắn rồi. Và khi chúng ta làm một cái bảng báo giá thì chúng ta nên tách nó ra. Chúng ta không nên để chung. Chúng ta để tách nó ra thì chúng ta sẽ thuyết phục được khách hàng hơn. Thí dụ như là tôi sẽ làm một cái bảng báo giá như thế này. Vâng, đây, tôi sẽ show up cho các bạn. Thông thường thì chúng ta sẽ làm một cái bảng báo giá ra Excel. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có cái mức giá, giá niêm yết, giá đại lý cấp 1, giá đại lý cấp 2, giá nhà phân phối. Thì thường chúng ta sẽ để chung như thế này. Nhưng mà chúng ta làm như này để dễ hiểu, còn đâu chúng ta sẽ tách nó ra. Thậm chí là giá theo vùng miền chúng ta cũng có thể phân biệt. Không nên, theo kinh nghiệm của tôi là không nên gửi cho khách hàng một cái bảng báo giá mà có tất cả các giá của các đơn vị. Như vậy là họ không thích đâu. Ý tôi là như vậy. Và chắc chắn là cái chính sách này thì chúng ta cũng, khi mà chúng ta xây dựng thì chúng ta cũng sẽ phải xem xét đến đối thủ, rồi cái định vị thương hiệu, rồi cái phân khúc chúng ta muốn hướng tới, chứ không phải chúng ta thích đặt thế nào thì đặt đâu. Và tương ứng với chất lượng của chúng ta, đúng không ạ? Tương ứng với các mục tiêu của chúng ta trong quá trình mà chúng ta làm. Rồi, tiếp theo là 1.2, đó là chúng ta phải xây dựng các bảng báo giá chuyên nghiệp. Thì ví dụ đẹp về hình thức, đúng không? Dễ hiểu. Đừng có làm cho họ khó hiểu, chúng ta làm tròn giá lên và có khả năng phân biệt các cấp để làm gì. Tại sao tôi phải dùng làm cấp 1, tại sao tôi phải làm nhà phân phối? Bởi vì tôi muốn có giá tốt, chứ không thì chúng ta sẽ không xử lý được, không tạo ra được cái sự khác biệt, đúng không? Và có tính toán đến các yếu tố về chi phí bán hàng, rồi thì sự phân biệt giữa các nhà phân phối với đại lý các cấp, tính hấp dẫn cạnh tranh giữa các cấp và so với cả đối thủ nữa. Đấy, tất nhiên là mình tham khảo đối thủ thôi, chứ không nhất thiết là đối thủ là chúng ta cứ phải giống họ, đúng không ạ? Vâng, chúng ta cố gắng tạo ra một cái vài cái sự khác biệt. Có thể đôi khi sự khác biệt của chúng ta nó đến từ cái việc là nhân viên rất là chuyên nghiệp, rất là tận tình chu đáo, đúng không ạ? Hay là sếp thì rất là uy tín, thương hiệu rất là mạnh. Tôi nói thí dụ như vậy. Thì xem là chúng ta sẽ lựa chọn xây dựng cái bảng chiết khấu như thế nào. Và theo thị trường nữa, theo phân khúc, rồi theo cái uy tín thương hiệu. Thông thường thì những cái hãng lớn, có thương hiệu lớn thì họ sẽ cho chiết khấu thấp. Đấy, thí dụ như là tôi đi dạy cho hãng Lisin, đúng không? Họ chuyên phân phối về sản xuất và phân phối về thiết bị gốm sứ, thiết bị vệ sinh. Thế thì ví dụ như cái sản phẩm Inax chẳng hạn, thì các nhà phân phối và các đại lý nói với tôi rằng là hầu như họ chỉ bán hòa hoặc lãi 50.000 một cái bồn cầu. Tức là lãi rất là thấp, bởi vì đấy là sản phẩm gần như là nó phủ trên thị trường rất là mạnh, nên cái biên độ lợi nhuận nó cho khách hàng cũng rất là ít. Và thứ hai là các nhà phân phối, các đại lý thì cũng cắt hết đi để cho khách của mình tạo sản phẩm đường dẫn, đấy, kiểu như thế. Vâng, và chúng ta cũng cần phải so sánh với các cái nhà phân phối khác, cũng như là các cái sản phẩm và đối thủ trên thị trường. Rồi, tiếp theo là chúng ta phải xây dựng về chính sách công nợ. Thế thì bây giờ phải trả lời cho câu hỏi là có cho nợ hay không. Đấy, nếu mà cho nợ thì cho nợ bao nhiêu phần trăm và mức tiền như nào, chúng ta phải có chính sách rất là rõ ràng và tương ứng với từng đối tượng.
Ví dụ nhà phân phối được nợ bao nhiêu, đại lý được nợ bao nhiêu, đại lý cấp 2 được nợ bao nhiêu. Đấy. Và nợ, tuổi nợ, thời gian nợ như thế nào, cách thức thanh toán nợ ra làm sao. Đấy. Nếu mà nợ nhiều thì phải giảm chiết khấu xuống hoặc là giảm thưởng xuống, chứ không phải là thằng tiền tươi với lại thằng tiền héo lại giống nhau thì chúng ta sẽ chết ngay lập tức, đúng không? Và lưu ý trong cái thời điểm rất là khó khăn như hiện nay thì chúng ta cũng cần phải chú ý là công nợ thì phải hết sức là cẩn thận, đúng không? Đấy, cần phải đánh giá về khách hàng trước khi cho nợ. Thí dụ như là có những khách hàng chúng ta cho nợ xong chúng ta mới phát hiện ra rằng là nhà này sắp sập rồi, sắp vỡ nợ đến nơi rồi, họ cũng đang nợ khắp nơi rồi, thế thì chúng ta chết, thế thì chúng ta phải thu hàng về ngay hay là như thế nào đó, đúng không? Trong hợp đồng và công nợ chúng ta phải rất là cẩn thận nhá. Chúng ta cố gắng là khuyến khích khách hàng không công nợ bằng cách là tăng chiết khấu cao, trả thẳng hoặc trả trước, thưởng thêm cho họ, hoặc là chúng ta đưa ra các cam kết là bây giờ đối tác nhà phân phối cứ trả tiền đi, không bán được thì gọi cho tôi sẽ lấy hàng về, tôi sẽ trả tiền. Tiền trong tay mình thì mình cam kết nó sẽ chuẩn, và tất cả cái đấy cam kết bằng hợp đồng. Chứ còn nếu mà để cho khách hàng thì chết, đôi khi chúng ta đặt thả gà ra đi đuổi rất mệt mỏi. Đấy. Chúng ta cần phải ký hợp đồng mua bán có điều khoản về công nợ, và cái việc này thì chúng ta cũng nên tham vấn luật sư. Và tôi cũng có hai bằng luật chính thống của Đại học Luật Hà Nội đàng hoàng nhé. Có điều là tôi không hành nghề luật nên là các bạn không biết thôi, thì tôi có thể tư vấn được cho các bạn. Các cái chính sách về thanh toán, phương thức thanh toán, ví dụ thanh toán như thế nào, chuyển khoản ra làm sao, thời gian phải có người phụ trách. Hoặc là nếu mà chúng ta với những khách hàng mà đặt hàng để sản xuất thì chúng ta cần phải có chính sách đặt cọc, lộ trình thanh toán và các bước, ví dụ như là đặt cọc bao nhiêu phần trăm, xong rồi chuẩn bị ra hàng lấy bao nhiêu phần trăm, chuẩn bị lên tàu bao nhiêu phần trăm, về đến nhà là bao nhiêu phần trăm. Đó, phải xây dựng rất là cụ thể. Tất cả các chính sách này đều phải dựa trên cái sự ưu việt và phù hợp với năng lực của doanh nghiệp, cũng không nên quá cố, đúng không? Nếu mà quá thì chúng ta không chịu được thì chúng ta sẽ chết. Và tiếp theo là chính sách giao hàng, thì có giao hàng miễn phí hay không, có hay không, giao hàng miễn phí cho đơn hàng giá trị tối thiểu là bao nhiêu, trong phạm vi là bao nhiêu và trong thời gian là bao lâu. Đó, rồi thời gian giao hàng chúng ta phải đưa ra, rồi cái thời gian đặt hàng, cái lộ trình giao hàng, rồi các cái dịch vụ hỗ trợ trong giao hàng, ví dụ như là chúng ta có bốc xếp cho họ hay không, chúng ta có dọn kho cho họ hay không, chúng ta có một cái thái độ niềm nở, chất lượng của bộ phận giao hàng hay không, giao hàng nhanh và chi phí thấp hay không. Đấy. Thế thì đôi khi cái phòng kinh doanh ấy thì nó không liên quan đến cái phòng giao vận hay bộ phận điều vận. Thế nhưng mà chính sách giao hàng của mình kém thì mình sẽ không chốt sale được. Thí dụ như tôi đi chào hàng cho đại lý của tôi ở dưới khu vực Bát Tràng, thì họ nói là hàng nhà em cũng đẹp đấy, thế nhưng mà nhà em đi giao hàng không chịu bốc hàng vào cho chị, hay nhà cháu không chịu bốc hàng vào cho cô. Trong khi đó đối thủ người ta đi hai người, một người lái một người phụ, người ta bốc hàng rất nhanh, dọn rất nhanh, vì nhà cô rất là chật, hàng hóa nhiều, và dọn bốc đồ cho cô như thế cô rất là đỡ. Thế nhà mày cứ chỉ xuống xe cái là mày vứt ở cửa xong mày về. Đấy, thế thì như thế thì cô không đồng ý đâu. Đấy, cô không đồng ý đâu. Đấy, thế chính vì cái điều như vậy là khiến cho cái việc là chốt đơn hoặc là bán hàng của sale cũng rất là khó khăn. Đấy, chúng ta phải nhớ nhé. Đấy, chứ không phải là cái này liên quan đến điều vận, không liên quan đến chúng ta. Vâng, tiếp theo là 1.4 là các cái chính sách đổi trả lại hàng, thu hồi hóa. Đấy, ví dụ như là trả lời câu hỏi là có cho đổi hàng hay không. Đấy, có cho đổi thì đổi trong những trường hợp nào, trả thì trả trong những trường hợp nào, chi phí để do ai chịu chúng ta phải viết rõ trong chính sách. Đấy, có cho trả lại trong những cái trường hợp như nào, đúng không, có thu hồi hay không, và cái điều kiện để thu hồi. Đấy, rồi ghi rõ ràng ra và dự đoán các cái trường hợp có thể xảy ra. Đấy, ví dụ như là chính sách đổi với sản phẩm theo thời gian và thực phẩm chẳng hạn, đúng không, hay là chính sách cho trả lại 100% hàng hóa miễn phí hoặc là có một cái khoản phí nào đó trong bao lâu đó, để các cái khách hàng mới họ yên tâm làm nhà phân phối hoặc làm đại lý cho mình nếu có, đúng không, hoặc là chính sách cho dùng thử, cho dùng mượn, cho mượn sản phẩm, trưng bày sản phẩm, thì chúng ta cũng phải nói rõ. Tiếp theo là 1.5, đó là các cái chính sách bảo hành và sửa chữa sản phẩm. Thí dụ như là bảo hành một đổi một trong một năm, hai năm gì đó, đúng không ạ, rồi miễn phí sửa chữa, thay thế linh kiện gì đó, nhanh chóng thuận tiện trong thời gian là
một ngày, một giờ hay là một tuần, một tháng gì đó chúng ta phải nêu rất là rõ ra. Thậm chí đó là các cái chính sách bồi thường. Thí dụ như là tôi đã làm hỏng rồi thì tôi phải đền một cái khác, nhưng mà tôi còn đồng thường là bồi thường cái thiệt hại. Thí dụ như chúng tôi bán keo đúng không? Chúng tôi bán keo thì bạn bắn cái chai keo ra thì nó bị lỗi. Ok, thế bây giờ tôi đền cái chai keo, thế nhưng mà cái công tôi đã phải làm nó thì tôi phải bồi thường cả cái công nữa, nếu nếu mà chính sách của mình thực sự vượt trội. Bạn bắn hết một thùng keo, tôi đền một thùng keo là xong. Thế nhưng mà bạn bắn hết một thùng keo, bạn mất 3 tiếng đồng hồ, mất 3 tiếng đồng hồ. Thế thì tôi phải đền cái công của bạn, một ngày công của bạn là 300.000 đi. Tôi thấy ví dụ như vậy. Thế thì tôi sẽ đền cho bạn thêm 100.000 cái 3 tiếng đồng hồ đó. Đấy. Thì ý tôi muốn nói là như vậy. Thì chính sách như vậy thì họ rất là thích và vượt trội, họ tin cái sản phẩm của mình là tốt. Tiếp theo là chính sách hỗ trợ cho các nhà phân phối và đại lý các cấp, hỗ trợ thêm. Ví dụ như là hỗ trợ về chi phí biển bảng quảng cáo, rồi thì chi phí mặt bằng, san sẻ cái mặt bằng, đúng không? Nhận diện thương hiệu, rồi hỗ trợ chi phí trực tiếp làm quảng cáo truyền thông như là Facebook, Google, Zalo, TikTok hay là báo chí, vân vân. Mình sẽ tự chạy cho họ một cái ngân sách nào đó. Tiếp theo là chúng ta cũng hỗ trợ chi phí làm khai trương, quay phim, chụp ảnh, chi ngân sách cho họ làm khai trương nhà phân phối và đại lý, cắt băng khánh thành vân vân. Để làm gì? Để làm các hoạt động truyền thông hỗ trợ cho chính mình và cho các nhà phân phối của mình rất là tốt, đúng không? Hay là hỗ trợ chi phí nhân viên kinh doanh phát triển tại khu vực. Ví dụ như là bạn đến cái tỉnh này bạn muốn đánh thì bạn có thể trả lương cho họ, hoặc là bạn tuyển thêm sale ở cái khu vực đó để đi đánh thêm. Thì chắc chắn là cái chiến lược này là chiến lược mà hầu hết là mọi người đều đã làm rồi đó. Thế rồi thì hỗ trợ chi phí vận chuyển, hỗ trợ xe vận chuyển. Chẳng hạn bây giờ bạn làm nhà phân phối cho tôi, bạn bán 1 tỷ một tháng, tôi ví dụ như vậy, cam kết, thì tôi sẽ tặng cho bạn một cái xe bán tải, hay là một cái xe tải, hay là một cái xe gì đó theo thỏa thuận. Rồi mình hỗ trợ tìm kiếm khách hàng, sale của mình trực tiếp đi tìm khách hàng. Giống như mình nuôi một con cá lớn thì mình phải đi tìm các con cá nhỏ cho con cá lớn nó ăn. Rồi thì hỗ trợ tập huấn chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo khách kỹ năng bán hàng cho sale của đại lý, hay cho chính đại lý và nhà phân phối, và các cái hỗ trợ khác nếu có. Đấy, nhiều lắm. Cái chính sách hỗ trợ này mình phải ghi rất là rõ ra. Và ở đâu, cái gì, như thế nào, bao tiền. Biển quảng cáo thì bao nhiêu tiền, đúng không? Quảng cáo Facebook bao nhiêu tiền, Google bao nhiêu tiền, chi phí khai trương bao nhiêu tiền, đó, được mấy lần, đúng không? Nhân viên thị trường thì được mấy sale, làm bao lâu, đó, mức bao nhiêu tiền. Đấy, vân vân, mình phải nói rõ. Và khi mình đã đưa thành chính sách thì mình phải thực hiện. Bởi vì thà mình không đưa thì thôi, còn mình đưa mà mình không thực hiện là khách hàng người ta sẽ nói ngay là mình hứa hưu hứa vượn, đúng không? Đấy, phố hàng lươn, kiểu như thế. Rồi, mục 1.7 đó là chính sách thưởng dành cho nhà phân phối và đại lý, để kích thích họ nhập hàng, để kích thích họ gắn kết và họ không bị đối thủ cướp mất, đúng không? Ví dụ như thưởng đơn hàng, đơn to là thưởng này. Thưởng doanh số theo tháng, đạt doanh số tháng thưởng thêm 1-2% này, đạt doanh số quý thưởng thêm 1-2% này, đạt doanh số năm lại thưởng thêm 3-4% này. Thế thì cộng lại có thể thưởng lên đến 3-5-7%, 10%, tùy vào cái lợi nhuận của mình cho phép, hoặc là cái cấp độ của nhà phân phối mà mình đang hợp tác. Đấy, để kích thích cho các đại lý và nhà phân phối bán hàng và bán được nhiều hơn, và đặc biệt là giữ chân họ, không bị đối thủ cướp mất, giữ chân khách hàng, đúng không? Bởi vì họ sợ mất cái khoản thưởng cuối năm. Đấy, thế thì mà khoản thưởng này cũng rất là xứng đáng. Đấy, hoặc là thưởng ô tô, thưởng xe máy, thưởng máy tính, điện thoại, thưởng các chương trình du lịch, thưởng các cái chuyến tham quan, vân vân, tham quan nhà máy. Đấy, rồi tặng các quà tặng có giá trị. Đấy, chính sách giữ chân khách hàng và gia tăng lòng trung thành. Thì đây là các cái chính sách thưởng nha. Vâng. Tiếp theo là chính sách chăm sóc khách hàng. Đấy, chúng ta cũng phải phân loại khách hàng ra. Ví dụ như là hạng A, B, C, hay là hạng VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4 gì đó. Đấy, hoặc là theo các cấp. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ phân bổ cái chính sách gồm những cái sự kiện gì. Đấy, quà gì, thưởng như thế nào. Thế thì ví dụ như thế này, tôi sẽ cho các bạn xem. Tôi sẽ cho các bạn xem cái chính sách chăm sóc khách hàng của tôi. Đấy, khi mà tôi làm cho bên Nhựa Bình Thuận, các bạn có thể thấy là rất nhiều cái tài liệu, nó chính sách chào hàng này,
chính sách kinh doanh cho đại lý này, chính sách bán hàng này, chính sách chăm sóc hàng đây. Thế thì ở đây thì các bạn có thể tham chiếu nhé, các bạn có thể tham chiếu. Thí dụ như là bây giờ mình phải định nghĩa này, khách hàng như thế nào này, các cấp độ này, sự kiện mình sẽ chăm sóc này, sinh nhật, đám cưới, ốm đau, bệnh tật nặng này, ma chay này, hiếu hỉ này, Tết âm lịch này, các dịp lễ lớn trong năm này, các sự kiện khác. Đấy, ví dụ như khai trương cửa hàng tân gia, sinh con vân vân. Các chính sách này, ví dụ như là sinh nhật thì tặng cái gì, tiền bao nhiêu, rồi tiền thì có gồm những cái gì, tặng voucher hay tặng sản phẩm, tặng hoa đó. Thế xong đó phải có nhân viên chăm sóc, phải lên lịch như thế nào, xin ngân sách, có bộ phận chăm sóc hàng người ta làm, cái quy trình chăm sóc như thế nào đó, báo cáo việc chăm sóc khách hàng vân vân. Thế thì các bạn nhìn thấy đấy, tất cả những cái mà tôi làm, cái gì tôi cũng có file cho các bạn, kể cả cái chính sách thưởng như này, thì tất cả các chính sách thưởng đơn hàng đấy thì các bạn có thể xem ở đây. Chính sách thưởng đây, ví dụ đây, các bạn có thể nhìn thấy mình chia nó ra, khuyến mại này, mở đại lý mới này, nhân viên kinh doanh này, chi phí marketing này, thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm này. Thế thì mình điền cái phần trăm đấy vào thôi. Mình cứ điền cái phần trăm đấy vào thì mình sẽ có cụ thể ở đây. Thì ví dụ như cụ thể ở đây mình muốn con số cụ thể nhé, thì mình sẽ đưa vào đây cho các bạn xem. Chẳng hạn như mình đang đưa ra, bên mình đang đưa ra một cái chương trình đấy là doanh số là 1 tỷ một tháng, tương đương với khoảng 11 tỷ một năm, thì bên mình sẽ thưởng một chiếc xe ô tô trị giá là 650 triệu, lấy xe thì lấy, mà lấy tiền thì lấy, hoặc là bán được 150 triệu mỗi tháng và 3 tháng liên tục thì mình sẽ thưởng chương trình du lịch kiểu kiểu như thế. Thì các bạn có thể xây rất nhiều các chương trình bằng cách học hỏi đối thủ hoặc là cũng sáng tạo thêm. Rồi, thế chính sách chăm sóc khách hàng thì mình vừa cho các bạn xem rồi. Tiếp tục là chính sách khuyến mại. Chính sách khuyến mại, ví dụ như là bây giờ đang là tháng 10 đúng không? Bây giờ đang là tháng 10. Thế thì bây giờ mình muốn ôm hàng, mình khuyến mại bằng sản phẩm mua 10 tặng 1, mua 10 tặng 2 gì đó. Hay là hàng chuẩn bị lên giá thì mình bảo khách hàng nhập đi, thì họ sẽ được tăng giá, họ sẽ có lời. Đấy, hoặc là mình sẽ mua hàng những tặng quà. Đấy, thí dụ như là mua 100 triệu để tặng một chỉ vàng, hay là mua 100 triệu tặng một cây vàng. Đấy, ví dụ như thế, đúng không? Thì cái nguyên tắc này thì mình dựa trên cái cơ cấu về giá thôi. Đấy, ví dụ giá bán lẻ này, giá chiết khấu này, chương trình thưởng vân vân, thì mình vẫn còn mấy phần trăm cho cái việc khuyến mại như vậy thì mình tặng hàng, mình tặng quà vân vân. Đấy, rồi thời điểm mình tung ra. Đấy, ví dụ như là mình muốn cạnh tranh với đối thủ nhiều hơn. Đấy, vân vân, và các chính sách khác nếu có các bạn có thể xây dựng nhá. Thì cái phần này chắc chắn là các bạn phải xây dựng rất là kỹ, có thành văn bản ký tá đóng dấu đàng hoàng, và sau đó được đào tạo cho nhân viên, được đào tạo hướng dẫn cho khách hàng và đại lý của mình. Ok, tiếp tục là đến mục số 2 là xây dựng bộ công cụ bán hàng chuyên nghiệp. Vâng, thì phần này xuất hiện một chút mặt tôi cho nó đẹp, và đã tắt đi rồi. Ok, thỉnh thoảng để tí. Ok, tiếp tục là xây dựng bộ công cụ bán hàng chuyên nghiệp. Đấy, thì cái này là sales kit đúng không, bộ sales kit. Thì bộ công cụ bán hàng là toàn bộ những cái tài nguyên mà để hỗ trợ cho nhân viên kinh doanh, bộ phận kinh doanh của mình có thể là dễ dàng giới thiệu và dễ dàng thuyết phục khách hàng. Thế thì ở đây nó sẽ gồm rất là nhiều thứ. Nó gồm những cái gì? Bộ công cụ bán hàng nó sẽ gồm những cái gì? Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Nó sẽ gồm là thứ nhất này, bảng báo giá, đúng không? Mình phải in ra bảng báo giá. Các bạn vừa nhìn thấy đó, mình phải in ra bản cứng bản mềm, in ra đóng dấu đàng hoàng, được chưa ạ? Hợp đồng mua bán, hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng đại lý, nhà phân phối, vân vân. Chúng ta nên thuê một cái văn phòng luật sư, họ tư vấn cho chúng ta về hợp đồng một cách chặt chẽ, hợp pháp, kỹ lưỡng.
Đấy, và có phụ lục hợp đồng. Đấy, tại sao có phụ lục? Bởi vì phụ lục thì thay đổi nó dễ hơn, còn hợp đồng nguyên tắc thì không cần thay đổi. Kèm các bảng báo giá và chính sách đi kèm, catalog sản phẩm, profile công ty, hàng mẫu hoặc là bộ hàng mẫu, các cái chứng nhận, chứng chỉ, giấy lưu hành, công bố sản phẩm, giấy test sản phẩm, giấy bằng sáng chế, rồi vân vân. Và đặc biệt là những cái, nếu mà chúng ta bán khách lẻ thì chúng ta nên có các cái video, có các hình ảnh, có các cái tin nhắn. Khách hàng họ cảm ơn, họ phản hồi, họ sử dụng sản phẩm rất là tốt. Và sự thật nhé, chứ còn cứ thuê mấy cái ngôi sao tào lao bánh bao giống như kiểu cát tường bây giờ thì thấy cái gì cũng tốt thì chết, đúng không? Chúng ta in ra photo công chứng, đóng dấu vào, xếp theo thứ tự để chúng ta trình bày với khách hàng. Đặc biệt là những cái sản phẩm kỹ thuật thì nó còn đòi hỏi các cái giấy tờ chứng minh, rồi các chỉ, các cái ISO vân vân, tiêu chuẩn rất là cao, chứng minh rất nhiều đấy, không phải dễ đâu. Rồi thì chuẩn bị media để lưu trong máy tính điện thoại, để khi chúng ta đi gặp khách hàng chúng ta trình bày nó thuận tiện hơn, đúng không? Thí dụ như là hình ảnh này, video, bài viết, đường link website này, rồi thì về nhà máy, về nguyên liệu, về sản phẩm, về phản hồi khách hàng vân vân. Danh thiếp của công ty, tức là không câu nệ lắm nhưng mà vẫn có, nên có danh thiếp của công ty hoặc là nhân viên kinh doanh, thư ngỏ giới thiệu hoặc là thư giới thiệu, thư xác nhận đây là nhân viên kinh doanh. Rồi cái, các cái bản chính sách dành cho khách hàng in ra, đánh số thứ tự ra. Đấy. Rồi các cái văn phòng phẩm, ví dụ như là cặp, sổ, cắt, rồi thì những cái tùy vào cái mặt hàng, có mặt hàng họ có xách cả cái vali đi, họ xách cả cái hộp đi rất là chuyên nghiệp, là chúng ta thiết kế cái đấy cho nó gọn gàng. Đấy, rồi thì laptop, tablet, đúng không, sổ bút, giấy bút. Đấy, rồi thì lên đơn, đấy, vân vân. Đấy, và một số những cái vật phẩm khác. Đấy, các cái file mềm thì chúng ta có web, rồi có video, kênh YouTube, kênh Facebook, vân vân. Đấy, và chúng ta đưa vào máy tính, chúng ta đưa vào điện thoại. Đấy, khi mà chúng ta ngồi, chúng ta trình bày với khách hàng trên máy tính, trên điện thoại nó cũng thuận tiện, hoặc là chúng ta gửi cho họ để tốt hơn, được chưa ạ? Rồi, tiếp tục, đó là chúng ta sẽ cần phải xây dựng cái chính sách lương thưởng, xây dựng cái chính sách lương thưởng dành cho nhân viên kinh doanh. Thế thì các bạn biết rằng là cái chính sách lương thưởng dành cho nhân viên kinh doanh, phòng kinh doanh ấy, nó cũng rất là quan trọng. Ở đây nó chính là khách hàng nội bộ, nhân viên kinh doanh chính là khách hàng nội bộ của mình. Vậy thì mình muốn có một cái đội sale mạnh thì mình phải có từng cá nhân mạnh. Thế thì ở đây thì chắc chắn là làm sale thì mọi người đều hiểu là cái thu nhập nó sẽ đến từ cái hiệu quả kinh doanh rất nhiều. Làm sale thì rất là vất vả, nhưng mà cái kết quả cuối cùng thì lại vô cùng là tuyệt vời. Thu nhập, tôi có cái anh bạn, anh học viên, anh ấy nói là anh ấy làm bên bếp, thu nhập của anh ấy một năm có thể lên đến 3 tỷ, 5 tỷ đấy, thu nhập, bởi vì là cái hiệu suất kinh doanh của anh rất là tốt. Thế thì tôi nói thật là nếu mà 3 tỷ, 5 tỷ tiền lương một năm thì mình làm các bộ phận khác thì cũng rất là khó để có thể đạt được. Hay có một anh học viên của tôi, anh ấy làm giám đốc điều vận cho một cái công ty thương mại điện tử lớn, thì anh nói là thầy Phan Anh ạ, lương của tôi là 1 tỷ 2 một năm, tức là khoảng 100 một tháng. Đấy. Kèm các cái phụ cấp, trợ cấp khác rất nhiều. Đấy. Thế thì ở đây là thứ nhất này, là phụ thuộc vào cái năng lực tài chính của công ty. Thứ hai là quy mô thị trường, thứ ba là cái sản lượng mình bán, và thứ tư là cái lợi nhuận mình đang đạt được. Thì mình sẽ thiết kế làm sao mà cái thu nhập nó tốt một chút, nó cạnh tranh một chút. Đấy. Và thiết kế lương 3P, đặc biệt nhé. Đặc biệt là chúng ta phải thiết kế cái phần lương thử việc. Đặc biệt là thiết kế cái lương thử việc. Nó hấp dẫn một chút. Bởi vì hiện nay hầu hết các cái bạn làm kinh doanh ấy, thì các bạn ấy rất là sợ cái thử việc. Thu nhập của bạn sẽ thấp. Các bạn rất là sợ điều đấy. Thế nhưng mà nếu mà đến tháng thứ 2 rồi, đến tháng thứ 3 rồi vẫn không hiệu quả thì buộc phải chia tay thôi. Đúng không ạ? Rõ ràng là Xin lỗi các bạn. Rõ ràng là một trong hai bên hoặc cả hai bên đều đang không phù hợp với nhau. Ví dụ như công ty có thể không phù hợp với nhân viên, và nhân viên có thể không phù hợp với công ty. Đấy.
thì buộc chúng ta phải chia tay thôi, đúng không? Đấy, lương cứng thì chúng ta phải chia nó ra theo các chiến lược là lương cao hay lương thấp hay lương trung bình, và ứng với KPI. Ví dụ như là bạn muốn lương cứng 10 triệu thì bạn phải bán được doanh số là 100 triệu, hay bạn bán lương cứng là 15 triệu bạn phải bán được doanh số 300 triệu, ví dụ thế. Rồi, chắc chắn là phải ứng với cái mức KPI về doanh số. Thế còn về thưởng thì chúng ta cũng sẽ có những thưởng, ví dụ như là thưởng đạt doanh số KPI tháng quý, thưởng nhân viên bán hàng xuất sắc của tuần tháng năm quý, vân vân. Rồi thưởng mở nhà phân phối hoặc đại lý mới, thưởng khách hàng cũ, thưởng khách hàng mới. Ví dụ như khách hàng cũ thì họ nhập hàng đúng không, thì mình vẫn thưởng, nhưng mà cái phần đấy nó sẽ thấp hơn. Đấy, cái phần đấy nó sẽ thấp hơn. Đấy, còn thưởng hoa hồng theo doanh số tăng thêm, tăng thêm là thế nào? Thế thì ví dụ như là chúng ta sẽ đưa ra cái mức doanh số là 500 triệu đúng không? Thế thì bạn ấy bán được lên 700 triệu thì bạn tăng thêm 200 triệu. Thế trong cái phần 500 triệu đấy thì bạn đã được thưởng cái phần đạt này rồi. Thế phần 200 triệu đấy bạn phải được thưởng thêm tiếp. Thì rất nhiều các cái hình thức thưởng cộng dồn vào để kích thích cho cái bộ phận kinh doanh hoặc là những người làm kinh doanh, họ sẽ bán được nhiều hàng nhất cho mình, họ được lợi đúng không? Hay là thưởng gặp khách hàng, mỗi một khách hàng mình khuyến khích sale đi gặp thì mình sẽ để cho họ thưởng lên tới là khoảng 10.000, 20.000 hay là 30.000 một lần gặp khách hàng và ra được một cái form dữ liệu. Đấy. Thưởng chốt đơn lớn, đơn to, khách VIP vân vân. Đấy, còn các cái trợ cấp phụ cấp, ví dụ như là xăng xe, điện thoại, ăn trưa, trà đá, gặp khách hàng. Đấy, rồi thì công tác phí vân vân, thì đây thì chúng ta phải xây dựng bộ phận kế toán tài chính, họ sẽ xây dựng chính sách về công tác phí, nó cũng lởi sởi một chút thì sẽ khuyến khích họ đi được nhiều. Ví dụ như vé máy bay, xe cộ, khách sạn, ăn trưa, đón tiếp khách hàng, tặng quà, dùng thử vân vân. Rõ ràng, dễ hiểu, minh bạch, sẽ áp dụng và phân cấp nha, phải phân cấp theo vị trí, chứ không thì ông giám đốc cũng như ông nhân viên thì chết đúng không? Cái này thì bảo kế toán họ làm thôi, có hết, xong nó ban hành gửi xuống và đào tạo cho nhân sự, cũng như là đưa các cái hướng dẫn để họ làm, chẳng hạn nhé, họ đi đến khách sạn họ nghỉ thì họ phải lấy hóa đơn, họ đổ xăng thì họ phải lấy hóa đơn, kiểu như thế. Rồi tiếp tục ở đây thì công ty hoặc là trưởng phòng kinh doanh hoặc là bộ phận kinh doanh sẽ thiết lập các cái KPI, tức là Key Performance Indicator, các chỉ số đo lường đánh giá hiệu quả và quy đổi lương thưởng. Đấy. Ví dụ như doanh số tối thiểu là bao nhiêu, đấy, rồi số lượng khách hàng mở mới là bao nhiêu, số lượng khách hàng cũ được chăm sóc là bao nhiêu, số lượng khiếu nại được xử lý là bao nhiêu, số lượng khách hàng mới cần gặp mỗi ngày là bao nhiêu, đấy, số lượng data kiếm được mỗi ngày là bao nhiêu, số cuộc gọi bạn gọi và chăm sóc khách hàng hẹn gặp là bao nhiêu. Đấy. Báo cáo công việc có đúng hạn hay không, có hàng ngày hàng tuần hay không, có đúng mẫu hay không, tham gia học tập, họp hành, các thứ cũng phải được tính là KPI. Số tiền thu hồi công nợ cũng được tính, đúng không? Thu hồi công nợ thì mình cũng áp vào cho sale để họ làm và mình thưởng họ. Mình có thể không phạt nhưng mình thưởng. Số lượng đơn hàng, số hợp đồng, tỷ lệ chốt đơn là bao nhiêu, tỷ lệ tái mua là bao nhiêu, khả năng mở rộng và thêm những cái kênh bán khác vân vân. Thì đây mình sẽ thiết lập những cái chỉ số này và mình đưa vào tương ứng nha. Chỉ số thì đi kèm với tiền lương, đi kèm với thưởng. Đạt thì được mức cứng, vượt thì được mức thưởng. Đấy, kiểu như thế. Ok, tiếp tục. Đến phần kỹ năng. Phần này là phần rất quan trọng. Đấy, phần kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp ở đây. Thì tôi sẽ trình bày với các bạn 12 cái kỹ năng. Đầu tiên là chúng ta sẽ đào tạo về sản phẩm và dịch vụ, các cái chính sách khách hàng, quy trình bán hàng, quy trình phục vụ khách hàng, quy trình chốt đơn, rồi thì phối kết hợp giữa các bộ phận, tiêu chuẩn văn hóa công ty. Đối với một sale mới khi vào thì chúng ta phải đào tạo như vậy, nếu không thì họ không biết làm thế nào đâu. Xong họ sẽ học những cái thói xấu của những cái sale trước hoặc là của những công ty cũ. Ví dụ như mình phải đào tạo về sản phẩm, về thương hiệu, công dụng của sản phẩm,
các tính năng, các cấu tạo, thành phần, nguyên liệu, quy cách đóng gói, những ưu việt hoặc là nhược điểm, sự khác biệt của các sản phẩm, các minh chứng vân vân, để họ thực sự hiểu sâu và cho họ trải nghiệm sản phẩm luôn, dùng thử luôn. Tiến hành so sánh các cái chất lượng, giá cả và đối thủ trên thị trường, làm ma trận so sánh tương quan ra để họ phải hiểu mình có thể làm hoặc họ mình yêu cầu nhân viên làm. Bởi vì thực tế là khi mình đi chào ấy, thì khách hàng họ luôn nói về đối thủ. Cái hãng A, hãng B này họ tốt hơn mình, đắt rẻ hơn mình, họ thấy rất là e ngại về cái sản phẩm của mình. Thì mình sẽ phải có một cái bảng đối sánh như vậy, ma trận đối sánh để mình phân tích. Cần phải đào tạo kỹ lưỡng, kiểm tra và chắc chắn rằng là nhân viên chúng ta hiểu đúng về chính sách và khả năng áp dụng chính sách. Bởi vì nhân viên rất là hay nhầm, không hiểu hoặc là không biết. Sau đó thì chốt đơn sai. Giá cả, chất lượng, thương hiệu, công nợ, chính sách, thưởng vân vân là những thứ mà 100% khách hàng sẽ đều quan tâm, cho nên là nắm rõ cái này để chúng ta thuyết phục khách hàng. Đào tạo về những câu hỏi thường gặp khi gặp khách hàng, đưa ra những câu hỏi thường gặp. Ví dụ như câu hỏi về chất lượng, câu hỏi về giá, câu hỏi về chính sách, câu hỏi về chiết khấu, câu hỏi về đổi trả. Các cái loại chính sách là nó sẽ hỏi rất nhiều. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng các bộ chính sách cũng như là chúng ta sử dụng các bộ siêu kit đầy đủ. Đấy. Ví dụ như sản phẩm có chống cháy không, có chịu nhiệt không, có chịu nước không, tại sao hai sản phẩm cùng kích thước, cùng dung tích cái A lại nặng hơn cái B, đúng không? Đấy, các yếu tố kỹ thuật đặc biệt là gì, tại sao giá của bên em cao thế, sản phẩm này làm mấy năm rồi mà lại không có thương hiệu, vân vân. Thì chúng ta đều phải có cách giải thích và logic hợp lý. Đó. Và chúng ta đào tạo lý thuyết cho nhân viên kết hợp với thực chiến, hoặc là chúng ta cho sử dụng sản phẩm thực tế, cho đi tham quan khách hàng, cho đi tham quan nhà máy. Và chúng ta cũng đào tạo theo lối chỉ dẫn, chỉ tay, cầm tay, cho làm bài kiểm tra và cho bán hàng giả tưởng. Bán hàng giả tưởng là thế nào? Mình là sếp, đúng không? Mình là sếp, mình sẽ ngồi, nhân viên bán hàng cho mình, nhân viên gọi điện cho mình, thì người ta gọi nó là bán hàng giả tưởng. Chúng ta đào tạo về quy trình tiếp cận khách hàng, phân loại khách hàng. Phải biết cách tiếp cận khách hàng và phân loại khách hàng. Đó, để làm sao mà nó phải thực sự là đến phân loại ra. Mỗi một cái khách hàng mình phải có một cái cách tiếp cận khác nhau, chứ không phải cứ mang một cái màu sắc đến tiếp cận họ như vậy. Đấy, cái quy trình bán hàng. Ở đây thì tôi gợi ý một số cái quy trình mẫu. Có thể là các công ty khác nhau thì nó sẽ có những cái mức, cái quy trình khác nhau. Đấy. Ví dụ như là hẹn gặp khách hàng, đúng không? Sau đó gặp khách hàng, làm quen và gây thiện cảm, tư vấn, trao đổi, thuyết trình và đặt câu hỏi, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ, chính sách, chương trình, biểu diễn công năng sản phẩm, cho sử dụng hàng mẫu, hàng thử, đưa ra các lợi ích về giá, giá trị, hợp tác với doanh nghiệp, vân vân. Và lắng nghe ý kiến khách hàng, tìm kiếm nỗi đau, sự sợ hãi, sự sung sướng, để tấn công, để thuyết phục, đúng không? Do đó xử lý lời từ chối và thuyết phục khách hàng để chốt đơn xong đó là phục vụ đơn hàng và chăm sóc khách hàng. Đấy, thì các cái quy trình như này thì chúng ta cũng sẽ phải đào tạo, hướng dẫn hết cho nhân viên của mình. Có thể là đây là cái mẫu là 10 bước thôi, nhưng còn thực tế thì có thể các doanh nghiệp có thể ít bước hơn hoặc cao bước hơn, nhiều bước hơn, đúng không? Đấy. Thế rồi thì tiếp theo là nghiên cứu về khách hàng và nhận diện khách hàng mục tiêu. Phân loại ra, vẽ chân dung ra, xem là ở tuổi tác, giới tính, khu vực, vùng miền như nào. Đặc tính của ngành hàng chúng ta phải rất hiểu. Ví dụ như nhà phân phối này là khó tính hay dễ tính, niềm nở hay không, rồi thì họ thích cái gì, họ có uy tín hay không. Ví dụ như là ngày trước tôi gặp một cái khách hàng, họ kiêng thịt trâu. Trong một cái bữa ăn thì tôi mời họ thịt trâu, họ nói quá trời luôn. Tất nhiên cái này chỉ là cái ví dụ vui vui thôi. Thế nhưng hoặc là khách hàng thích đi chùa chiền, thích hướng về Phật Pháp, thì mình có thể tổ chức những cái buổi nói chuyện về thiền, rồi về Phật Pháp, rồi đi chùa cùng nhau, để tạo cái thiện cảm rất là tốt, đúng không? Đấy. Các khách hàng trực tiếp của mình, mình đi tìm khách hàng trực tiếp. Ví dụ như là mình bán keo silicone thì mình phải tìm các nhà phân phối bán keo silicone. Đấy gọi là khách hàng trực tiếp. Bán kim khí, bán vật liệu xây dựng. Thế còn khách hàng gián tiếp thì lại là gì? Ví dụ như là mình, đây là cái khách hàng liên kết này,
Thì mình bán keo thì mình lại bán vào cái cửa hàng người ta bán phụ kiện. Đấy, keo chỉ là một sản phẩm phụ thôi. Đấy, nếu mà chọn được đúng khách hàng, tệp khách hàng, nhận diện được đúng đối tượng khách hàng mục tiêu thì tỷ lệ chốt thành công hơn và hợp đồng giá trị cao hơn, tỷ lệ tốt hơn và đặc biệt là mất ít công sức hơn. Đấy, rồi chúng ta cũng sẽ phải xác định là chúng ta định đi bắt nhà phân phối nhỏ hay nhà phân phối lớn, đúng không ạ? Bắt cái gì trước, bắt cái gì sau thì chiến lược của bạn, tùy vào bạn. Bạn bắt nhà phân phối thì sau đó bạn tìm các đại lý, bạn giúp cho nhà phân phối bán hàng. Bạn bắt đại lý thì bạn lại tìm những khách nhỏ, khách lẻ để giúp cho nhà đại lý bán hàng, nâng đại lý lên thành nhà phân phối. Đó. 4.3 đó là kỹ năng hẹn gặp. Ví dụ chúng ta sẽ phải gọi điện, nhắn tin, hẹn lịch, xin lịch, ấn định thời gian, địa điểm rõ ràng và lịch hẹn. Mục đích là gặp chứ chưa chắc đã bán chắc gì, đúng không? Trao đổi thông tin. Thế thì khi chúng ta gọi điện, đúng không? Khi chúng ta gọi điện này, chúng ta phải nói giọng điện nhẹ nhàng, xuống giọng nha. Có rất nhiều nhân viên là giọng to oang 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 thì nói như thế là khách hàng nghe rất là khó chịu. Nói như kiểu mình là cửa trên ấy, chúng ta phải luôn nói chuyện với giọng điệu của cửa dưới, hạ giọng xuống. Ví dụ như là tôi đang đang giảng bài như này thì tôi nói rất là to, thế nhưng mà tôi gọi điện cho khách hàng thì tôi có thể là à vâng, xin chào các anh chị, xin chào anh A, anh B, em là Phan Anh đây ạ, thì bên em là công ty ABC, thì em đang hôm trước có hẹn gặp anh như thế này thế khác anh ạ, thì không biết là ngày mai 9 giờ sáng mai anh có rảnh không. Đó, ý tôi muốn nói là cái xuống giọng nó là như thế, giọng nó sẽ mềm hơn, nhẹ hơn, mỏng hơn và nó dễ chịu hơn cho khách hàng. Và khi gọi điện thì chúng ta phải nói các keywords, tức là những cái từ khóa liên quan để họ nghe, họ không dập. Bởi vì giờ cái tình trạng gọi telesale bị dập máy rất nhiều. Thì ví dụ như là hôm trước mình làm hội thảo thì mình nói là à, hôm trước hội thảo anh để lại số điện thoại thì em xin phép gọi lại chăm sóc, thì gần như họ sẽ không dập máy. Hôm trước em gặp anh ở sự kiện hội chợ, hôm trước em có hẹn anh A, anh B, chị C giới thiệu cho em, đúng không? Thì mình phải xin lịch thời gian trao đổi vân vân. Đấy, và mình chú ý cái thời gian gọi cho nó hợp lý. Đấy, đừng gọi sớm quá, đừng gọi muộn quá, và xử lý cái lời từ chối hoặc không muốn gặp, ví dụ như bận này, không quan tâm này, không có thời gian này. Đấy, thì mình vẫn sẽ tiếp tục gọi lại, mình vẫn sẽ tiếp tục hẹn vân vân, bởi vì từ chối là việc của khách, còn bán hàng là việc của mình, đúng không? Đấy, thì cố gắng là hẹn 5 lần 7 lượt để được một cái cuộc hẹn, vì thực ra là khách nó cũng bận thật chứ không phải là không bận đâu. Đấy, hẹn xong rồi thì xác nhận được thời gian địa điểm rồi. Đấy, rồi hẹn nhắn Zalo rồi, đúng không? Hoặc là nếu có thể thì chúng ta dùng một cái số đẹp chúng ta gọi thì cái tỷ lệ bốc máy nó sẽ cao lên. Đấy, gọi lại, hẹn lại, hoặc là nếu không được nữa thì cứ thế đến gặp, cứ thế đến gặp thôi nhỉ. 4.4 là kỹ năng chào hàng và bán hàng qua điện thoại. Đấy, thì chúng ta phải chuẩn bị là cái gì? Chúng ta có thể gọi bằng sim đẹp, chọn ngày giờ đẹp để gọi. Đấy, và có một cái không gian yên tĩnh tập trung để gọi, chứ không phải cứ đi ngoài đường à, mình gọi. Có một cái kịch bản nói câu gì trước câu gì sau, gạch ra gạch đầu dòng theo các ý tự thứ tự để mà chúng ta gọi. Đấy, và như tôi vừa nói là hiện nay tình trạng mà điện thoại bị dập máy rất là nhiều, và khách hàng đang bận, họ không muốn nghe, đấy, vân vân. Đấy, thế thì như vậy thì chúng ta cũng sẽ cần phải có những cái từ khóa để chúng ta nhận diện. Đấy, chúng ta nhận diện không thì khách hàng họ không chịu nghe điện thoại của chúng ta, hoặc là họ từ chối rất là nhanh. Từ chối rất là nhanh. Đấy, rồi thì chúng ta thực hiện các cuộc gọi mẫu tham khảo, ví dụ chào hỏi này, rồi giả lập nó ra, đúng không? Giới thiệu từ khóa để họ giữ máy này. Rất nhiều nhân viên kinh doanh họ nản về cái việc là gọi hàng trăm cuộc gọi bị từ chối. Thế nhưng mà mình không thể biết được là cái cuộc thứ 1.000 mình mới có khách hay không. Đấy, thì đây cũng là kỹ năng chào hàng, bán hàng qua điện thoại, hoặc là thiết lập cuộc gặp, hoặc là xử lý một số những cái vấn đề cấp bách, ví dụ như là xử lý vấn đề hàng lỗi rồi công nợ rồi vân vân. Đấy, thì hãy coi cuộc gọi điện thoại chào hàng giống như là chúng ta đang nói chuyện trực tiếp với khách hàng. Đấy, chúng ta nên trình bày rõ ràng và xin một cái lịch hẹn. Đấy, và chúng ta phải chú ý lắng nghe và phán đoán cái ý kiến của khách hàng. Đấy, xem là họ có nhiều thời gian hay ít thời gian, họ gấp gáp hay không, đúng không? Họ quan tâm thích thú đến điểm gì, để từ đó mình đưa những cái thông tin vào. Đấy, và cố gắng là khi mình nói thì mình nhường lời cho khách hàng, nếu mà khách hàng muốn nói là mình bảo vâng anh nói đi ạ, em đang nghe đây ạ, đúng không? Đấy, và mình cũng phải chấp nhận cái tỷ lệ từ chối cao như một cái điều hiển nhiên,
và chúng ta nỗ lực để có được cái cơ hội đấy. Rồi tiếp tục là mục 4.5, đó là kỹ năng và nghệ thuật tư vấn trò chuyện với khách hàng. Thì các bạn biết rồi đấy, rất nhiều sale đi bán hàng là cứ vào là bán cái gì là cứ giới thiệu chém phập. À, ví dụ thôi, trước mặt tôi là một cái máy ghi âm như này. À, tôi đang dùng cái máy ghi âm này. Giả sử bây giờ tôi đi bán, hàng này tốt lắm, bền lắm, ghi âm tốt lắm, âm thanh trong, độ pin dài lắm, vân vân. Tức là chúng ta cứ phập chúng ta nói vào sản phẩm. Đấy, hay là keo cũng thế, làm keo cũng được. Keo em tốt, keo em bền, keo em... Nhưng mà không có nghĩa là đối thủ của sản phẩm của họ không tốt, đúng không? Mà tôi muốn nói với các bạn rằng, tôi muốn nhấn mạnh với các bạn rằng, hãy làm cho khách hàng thích mình, hãy làm cho khách hàng tin tưởng mình và thấy mình thú vị, thấy mình rất là muốn trò chuyện, kết nối. Đấy là điều quan trọng. Thì cái kỹ năng này tôi gọi nó là kỹ năng và nghệ thuật tư vấn và trò chuyện với khách hàng. Đấy, đây là một cái phần rất là quan trọng. À, bởi vì thời lượng cuộc trò chuyện, chuyện phiếm chiếm rất nhiều thời gian. Đầu tiên mình vào đúng không? Chào hỏi, xong đó thì bắt đầu mình hôm nay thời tiết đẹp quá, hôm nay trời mát quá anh nghỉ. Xong thì hôm qua thì chính trị thế giới thế này, giá dầu, giá xăng nó lên, vàng lên đến 80 rồi, kinh quá anh ơi. Rồi anh mới mua cái xe này thế à, đẹp quá, vân vân. Ôi văn phòng mình đẹp thế nhỉ. Có rất nhiều những cái chủ đề để có thể để làm nói chuyện phiếm. Thế nên là chúng ta cần phải biết là quan sát, đúng không ạ? Khơi gợi những cái chủ đề phù hợp cho cả hai bên. Đấy, và ví dụ như là thói quen này, sở thích này, hay là sản phẩm hay dịch vụ này, hay mô hình này mà khách hàng đang kinh doanh này, hay là chuyện con cái này, chuyện thời trang, chuyện du lịch này, chuyện sức khỏe này, chuyện kiếm tiền này, chuyện tình cảm này, vân vân. Đấy, chính chị, chính em, đủ cả nhá. Thì chúng ta tìm cái nguồn nguyên liệu và cái cảm hứng để nói câu chuyện. Thí dụ như là thấy họ ăn mặc đẹp như thế này, bảo ôi hôm nay anh Phan Anh mặc cái bộ này đẹp thế, thương hiệu gì đấy anh, đúng không? Chất liệu này chắc là chất liệu cao cấp, em nhìn em thấy rất là đẹp, ABC. Tức là đấy là cái gợi mở. Và cứ từ chuyện này thì chúng ta sẽ có thể nói chuyện với nhau 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, chuyện bình thường. Có hôm tôi đi gặp khách hàng, tôi nói với khách hàng 5 tiếng đồng hồ. Đấy. Từ việc con cái học tập, rồi từ việc bán hàng, từ việc ế ẩm, giờ từ việc là họ bán công nợ khó đòi quá, rất nhiều. Cứ chuyện lọ sọ chuyện kia thì chuyện gì cũng được nhé, chuyện gì cũng được. Nhưng miễn là các bạn phải có nội dung để trò chuyện và thông tin các bạn cung cấp là phải chính xác. Thế thì như vậy chúng ta sẽ phải có hiểu biết rất nhiều. Chứ không phải là sale là chỉ biết về sản phẩm, chỉ biết chém gió về chính sách thôi. Mà làm cho khách hàng thích, làm cho khách hàng bị lôi cuốn vào câu chuyện của mình. Thí dụ như khách hàng họ thích chim cảnh, đúng không? Tôi nhìn thấy họ đang có mấy cái lồng chim ở đây, thì tôi có thể nói về chim cảnh. Anh ơi, cái này, con này là con gì, nó hot hay thế, con này chắc là đắt tiền lắm anh nhỉ. Thì tôi sẽ nói về nuôi chim, thức ăn cho chim, chăm sóc chim, đúng không? Rồi đầu tư về chim, vân vân. Và nhớ rằng là chúng ta phải khen một cách rất là khéo léo, khen một cách rất là tinh tế. Khách hàng họ thích khen mà. Đấy. Ví dụ như là khách hàng đang kinh doanh về đồ gỗ thì ta sẽ nói về gỗ, ta sẽ nói về thị trường gỗ, ta sẽ nói về tiêu dùng hàng gỗ, vân vân. Khách hàng có con nhỏ thì tôi sẽ hỏi thăm là cháu học lớp mấy, đúng không? Cháu học có giỏi không, thì cháu xinh quá, vân vân. Đó. Tôi có thể nói về phương pháp nuôi con. Từ những cái chủ đề như vậy tôi sẽ mở rộng ra. Đấy. Và từ đó tôi tìm được những cái thông tin để tôi trò chuyện và tôi hiểu, thấu hiểu với khách hàng hơn. Con người, cách thức suy nghĩ của họ. Đó. Và nhớ rằng là chúng ta nói chuyện không phải để thắng thua, mà để làm quen, để phá vỡ cái bức tường ngăn cách, đấy, băng giá, đúng không? Để tạo thiện cảm cho khách hàng và đồng thời thông qua đó thể hiện sự hiểu biết, sự tinh tế và sự khiêm nhường của mình và giúp nâng khách hàng lên, giúp khách hàng yêu thích mình hơn. Đó. Tiếp tục là chúng ta sẽ tìm cách để mà quay lại với cái chủ đề chào hàng, bán hàng. Hãy nhớ rằng là chúng ta đến đây để chào hàng, bán hàng, chứ chúng ta không đến đây để nói chuyện phiếm. Và khi tư vấn giới thiệu thì theo thứ tự nha, ví dụ giới thiệu tên, tuổi này, chức danh, nhiệm vụ này, giới thiệu công ty này, giới thiệu sản phẩm này, giới thiệu ban giám đốc, lãnh đạo này,
giới thiệu các ưu nhược điểm của sản phẩm và chính sách này, đồng thời đưa ra một số những cái bình luận so sánh khách quan với thị trường, với đối thủ. Nhưng nhớ rằng là không bao giờ dìm hàng đối thủ nhé, không bao giờ dìm hàng đối thủ, khen đối thủ và sau đó dùng đối thủ để khen mình nổi trội hơn so với đối thủ. Đấy, phân tích, so sánh, đánh giá một cách logic, khoa học và khéo léo để cho khách hàng biết đến mình, tin yêu mình, hiểu này, đấy, khao khát và hành động mua hàng, họ ra quyết định mua hàng. Và trong quá trình trao đổi thì họ sẽ luôn có những cái ý kiến chê bai, so sánh hơn kém, lo lắng, sợ rủi ro của phía khách hàng về sản phẩm hay về dịch vụ hay về giá cả hay về thương hiệu hay về cách giao hàng của mình. Thế thì từ đó chúng ta cần bình tĩnh, đúng không? Và chúng ta cần tinh tế để chúng ta trả lời và từ chối, đúng không? Phản biện những cái ý kiến của khách hàng một cách khéo léo. Tất nhiên là mình phản biện, vâng, anh nói như thế cũng rất là hợp lý. Tuy nhiên thì em nghĩ rằng nó sẽ như thế này, chứ không được là đối đầu với họ nha, không được đối đầu với họ. À, anh quan điểm của anh như thế là sai nha. Anh đưa ra cái đấy là anh không hiểu biết gì về thị trường nha. À, thế thì như thế chúng ta sẽ chết ngay, không bao giờ họ mua hàng bởi vì họ không thích mình. À, anh, cái ý kiến anh đưa ra em thấy rất là tuyệt vời, xác đáng. Tuy nhiên thì em nghĩ là em có một cái góc nhìn nó như thế này, anh có thể xem thêm. À, em cho rằng theo cái hướng của anh vừa đưa ra thì em cho rằng nó sẽ như là như này. Thế là mình dùng cái quan điểm của họ để mình nói lên cái ý kiến của mình đó. Phân tích, so sánh, nói phải thì củ cải cũng phải nghe các cụ nói rồi, mưa dầm thấm lâu, đúng không? Đánh vào cái sự tử tế của mình, đánh vào cái sự đạo đức kinh doanh của mình, và đặc biệt là cho họ những cái lợi ích, giảm những cái rủi ro đi, nói nhiều về lợi ích và giảm những rủi ro, đưa ra các cam kết. Và cam kết này phải bằng hợp đồng, không phải nói mồm. Và vừa nói thì vừa quan sát ý tứ của khách hàng, họ phản ứng để tiếp tục thuyết phục, để tiếp tục, nếu mà cái cao trào nó bị đẩy lên thì mình phải giảm nó xuống một chút. Cần phải nạp nha, đối với nhân viên kinh doanh, bộ phận kinh doanh, các giám đốc kinh doanh thì cần phải nạp kiến thức, nạp thông tin, nạp câu chuyện vào để có thể trao đổi, chia sẻ và phục vụ khách hàng. Nếu mà giả sử cái gì mình không biết thì mình cũng cứ mạnh dạn mình nói là cái này em không biết, chứ đừng có cố là tỏ ra là mình biết để mình chia sẻ. Đấy. Và nhớ rằng là lời nói thì chẳng mất tiền mua, mà lựa lời mà nói thì cho vừa lòng nhau. Đấy. Muốn bán được hàng thì trước hết họ phải thích mình, yêu mình, tin mình, thích công ty mình, thích thương hiệu của mình, tin tưởng vào chính sách của mình thì họ mới mua các bạn nhé. Đấy. Rồi. Đấy. Tiếp theo là cái kỹ năng và nghệ thuật thu hút sự quan tâm của khách hàng. Đấy. Thế thì khách hàng họ luôn luôn quan tâm đến lợi nhuận này, uy tín của chính họ, uy tín của chúng ta này, thương hiệu của chúng ta này, khả năng bán được hàng này, và các rủi ro họ có thể gặp phải là gì. Đấy. Thế thì chúng ta biết được những cái điều đấy thì chúng ta sẽ đánh vào những điều mà họ quan tâm. Đấy. Khách hàng quan tâm đến đạo đức kinh doanh, pháp luật kinh doanh, các quan điểm và các chiến lược kinh doanh của công ty mình. Đấy. Chúng ta hãy nêu ra những cái quan điểm, chính sách kinh doanh, con số, doanh số, lợi nhuận, chi phí, vân vân, và chúng ta thiết lập nó bằng Excel, minh chứng thì càng tốt, và tăng cái tính hiệu quả, nói có sách mách, có chứng, có số liệu nhá. Đấy, ví dụ như là tôi giúp bạn tiết kiệm bao nhiêu phần trăm chi phí, tôi giúp bạn tiết kiệm bao nhiêu phần trăm thời gian, tăng hiệu quả bao nhiêu phần trăm công việc và tăng doanh thu bao nhiêu lần, vân vân. Đấy, càng thuyết phục càng tốt, bằng số liệu, bằng phim ảnh, bằng phản hồi của khách hàng. Đấy, chúng ta cũng có thể thu hút khách hàng bằng những sự chuyên nghiệp về trang phục, về cơ sở vật chất, về nhà máy, về quy trình, rồi về con người. Về con người thì có ngoại hình, sự xinh đẹp, sự hiểu biết, rồi thì uy tín xã hội của chúng ta. Ví dụ như chúng ta show Facebook ra, show Zalo, show YouTube ra, hay là thầy Phan Anh đi đâu mà nói là em là giảng viên đại học đây thì người ta cũng rất là tin tưởng, đúng không? Trình độ cao, rồi uy tín, kiểu như thế, xây dựng uy tín thương hiệu. Vâng, ở chỗ này thì các bạn, nếu mà các bạn đang xem video thì các bạn hãy comment các vấn đề của các bạn đang gặp phải những tình huống nào trong quá trình kinh doanh khó quá, không giải quyết được, các bạn comment vào đây thì tôi sẽ trả lời cho các bạn nhé. Tôi sẽ làm các video trả lời cho các bạn, comment hoặc là gọi cho tôi, nhắn Zalo cho tôi, gọi 0989 623 888. Số đấy dùng 17 năm thì không đổi đâu. Zalo cũng số đó luôn. Email thì là phananhonline@gmail.com. Được chưa ạ? Vâng, cái nguyên tắc khi thảo luận, khi thu hút khách hàng đó là phải đặt khách hàng lên trên, tôn trọng khách hàng. Đấy.
khen họ một cách khéo léo, giữ hòa khí, tinh thần hợp tác, win-win cùng có lợi, cùng thắng, đúng không ạ? Dùng các chính sách để thuyết phục khách hàng, nhưng mà nhớ là cho từ từ thôi, nhả từ từ thôi, đừng có cho bùng phát hết luôn, đến lúc không còn cái gì để cho nữa. Đấy, để thuyết phục và chạm đến cái trái tim và khối óc của họ, làm cho họ thấy tin yêu và muốn mua hàng. Rồi, mục 4.7 là các kỹ năng và kinh nghiệm nhận biết nỗi đau và sự sung sướng của họ. Trong quá trình trao đổi thì mình sẽ rất là dễ nhận ra họ có những cái nỗi đau gì. Ví dụ như họ nói là họ bán hàng thua lỗ, rồi không thu hồi được công nợ, rồi cái hàng này đợt trước có những cái bên khác vào chào, họ không lấy hàng về, họ bị lỗ mất cả 100 triệu, họ bị lừa AVC, thì đó, thì họ sẽ, khách hàng sẽ để lộ ra những cái nỗi đau của họ, những cái sự lo lắng. Hay họ thích như này, anh muốn bán hàng là phải không công nợ, anh muốn bán hàng là phải giao hàng ngay. À, thế mình sẽ ghi lại, hoặc là mình ghi nhớ. Đó. Thế thì sau đó thì mình sẽ bắt được những cái từ khóa đó, và sau đó mình sẽ tìm cách phá khóa, đúng không? Càng nỗi đau của họ mình càng đâm vào, đâm sâu vào, day day thêm vào cho họ đau vào, thì đau thì họ mới phải dùng giảm sản phẩm của mình, họ mới dùng giải pháp của mình, họ mới dùng chính sách của mình, họ mới hợp tác với cái mô hình của mình. Đấy. Chứ còn nếu mà mình lại xoa dịu nỗi đau ngay thì họ không cần nữa rồi. Tôi hết đau thì tôi không phải mua thuốc nữa. Mà đau như thế này không mua thuốc là đau nữa thì chết rồi đấy, thì người ta mới phải mua thuốc. Nha. Khi gặp nỗi đau thì nhớ là phải xoáy sâu vào nỗi đau, sát muối vào nỗi đau đó. Đấy. Tấn công vào nỗi đau, nó đau hơn. Rồi bắt đầu đưa sản phẩm và dịch vụ của mình như một cái giải pháp tốt để cho khách hàng sử dụng. Và chứng minh điều đó. Đấy. Khi khách hàng sướng thích về điều gì thì chúng ta hãy cho họ những cái điều sướng đấy. Đấy. Ví dụ họ thích lợi nhuận cao thì mình tập trung vào phân tích về vấn đề lợi nhuận cao, tập trung vào vấn đề bán hàng đó. Và có một câu hỏi là có nên đe dọa khách hàng không? Nếu trong trường hợp có thể hợp lý thì hãy đe dọa. Đấy, hãy đe dọa. Ví dụ như là nếu mà anh không bán hàng với bọn em thì anh sau này sẽ bị lỗi thời, anh có thể bị thua lỗ, rồi đối thủ nó nuốt mất anh. Đấy, rồi em sẽ mở những cái nhà phân phối ngay bên cạnh anh ABC. Đấy. Tất nhiên là cái sự đe dọa này trong một kép nó phải hợp lý, chứ không phải mày không lấy hàng của tao mai tao giết mày, đúng không? Mày không lấy hàng của tao mai tao mở ngay bên cạnh tao bán chết. Thế thì như thế là nó vô đạo đức. Mà đây là cái lời đe dọa trong một kép thôi, tức là họ phải thấy là họ sợ họ bị mất cái gì đó rất lớn lao nếu như họ không hợp tác với mình. Đấy, ý tôi là như vậy nha. Thế thì trong cái cuốn sách truyện của Bố Già do tác giả Mario Puzo viết ấy, có bộ phim Bố Già The Godfather, thì có một cái tình huống mà tôi rất là nhớ, đấy là ông ấy nói rằng là trong quá trình đàm phán và thương lượng thì trên mặt bàn thì để những bông hồng, và dưới mặt bàn thì tay đang cầm một khẩu súng, ngụ ý rằng là bông hồng là tượng trưng cho các lợi ích nếu mà bạn hợp tác với tôi, và khẩu súng là tượng trưng cho cái việc mà nếu bạn không hợp tác với tôi, bạn sẽ bị mất mát, bạn sẽ bị thiệt thòi, thậm chí bạn sẽ bị hủy diệt. Ý là như vậy. Đấy, còn thực tế thì mình cũng không hủy diệt gì được ai đâu. Cái ngụ ý thôi. Và đôi khi thì khách hàng họ sẽ thấy rằng cũng đúng đấy, nếu mình không làm mình bị thiệt, mình bị mất. Rồi, tiếp tục là mục 4.8, kỹ năng thứ 8 đó là kỹ năng xử lý lời từ chối. Thì khách hàng sẽ có vô vàn các lời từ chối. Đấy. Thì trong quá trình trao đổi thì mình phải ghi chép cẩn thận lại, mình phải lắng nghe. Thì nó sẽ có những cái vấn đề gì, ví dụ như giá cao này, chiết khấu thấp này, sản lượng chất lượng kém này, sản lượng không đáp ứng này, đấy, chưa có xác nhận này, thương hiệu chưa có này, khó bán lắm, thị trường bây giờ rất là khó khăn, bán kém hàng này thì hay bị lỗi, hàng thì tồn kho ế cao, đấy, rồi ôi anh nhiều bên vào chào lắm rồi, chú đừng vào nữa, đấy, hỗ trợ như này chưa được đâu, bên kia làm tốt lắm, không có vốn, đang hết tiền nên chưa nhập được hàng. Rồi thì không đúng đối tượng, nhầm rồi em ơi, không có nhu cầu, nhà anh đang bán này, anh đang chết rồi này, không bán đâu, không công nợ anh không bán đâu, cho công nợ thế anh không bán đâu, anh muốn nợ suốt đời cơ. Vâng, anh không có người làm đâu, bọn anh chạy hàng lắm, không có người làm đâu, ngày anh có mấy chục người vào chào hàng, thôi tôi mệt lắm. Vô vàn các lý do, vô vàn hàng trăm hàng nghìn các lý do, những lời từ chối. Thì hãy nhớ một câu mà tôi nói truyền cảm hứng đấy là hãy nhớ một câu là truyền cảm hứng đấy là khách hàng
thì luôn luôn từ chối, và lời từ chối là việc của họ, còn việc bán hàng là việc của mình. Và hãy nhớ rằng là việc từ chối là việc của họ, đúng không ạ? Còn việc của mình là bán hàng. Càng nhiều lời từ chối thì càng tìm ra được cái thực sự họ mong muốn nhất. Ví dụ họ có 1.000 lý do để từ chối thì họ chỉ có 1-2 lý do để mua hàng thôi. Thì họ càng nói ra, họ càng nói ra thì mình càng biết, đúng không? Vậy thì mình phải lắng nghe, mình phải bắt được từ khóa, xử lý được cái vấn đề này. Thế bây giờ mình sẽ chia nó ra thành các cái lời từ chối, thành các lời từ chối, các nhóm, ví dụ như là nhóm về chất lượng thương hiệu, đúng không? Nhóm về chính sách và hỗ trợ chính sách dành cho khách hàng, nhóm về giá cả và chiết khấu, nhóm về tiền, vốn, lợi nhuận, công nợ, nhóm về khả năng bán hàng và tồn kho, về thời gian suy nghĩ, đúng không? Về đối thủ, về thị trường, các cái vấn đề vĩ mô, rồi thì vấn đề nội bộ của khách hàng, thẩm quyền ra quyết định chưa đúng, các cái rào cản thuế quan, chính sách khác, vân vân. Thế thì mình sẽ phải có những cái câu trả lời thuyết phục khách hàng tương ứng với các nhóm này. Thí dụ như họ nói về sản phẩm thì mình bắt đầu mình biểu diễn, à đây, bọn em có chứng nhận này, bọn em có an toàn này, bọn em chống cháy nổ này, bọn em đã đạt test những cái tiêu chuẩn này, hãng khác không có, đúng không? Rồi anh chị dùng thử đi, lấy đây hàng mẫu này, bơm ra luôn, làm luôn, biểu diễn luôn đó, rất nhiều cách nhá. Nhưng phải nhớ là họ có những cái mối quan tâm, họ có những cái lời từ chối, và tôi đã chia thành các nhóm. Và khi họ từ chối thì việc của mình là đồng ý với cái ý kiến đó và tiếp tục bán hàng như chưa có chuyện gì xảy ra. Họ nói là sản phẩm của mình kém chất lượng, và em cũng rất là ghi nhận ý kiến của anh ạ. Tuy nhiên thì em có một số những cái tài liệu, một số những văn bản, một số khách hàng họ đã chứng tỏ là cái hàng của em rất là chất lượng như thế này. Đây ạ, đây là cái chứng nhận là bọn em làm với bộ này bộ kia. Đây là danh sách mấy khách hàng đây, họ đang cực kỳ hài lòng, em đã chữa được bệnh cho họ, họ đã khỏi rất là một kinh ngạc, vân vân đó. Thế thì chính sách hỗ trợ khách hàng anh bảo là chưa tốt, đúng không? Em chứng minh cho anh nhé, cái hãng A này chiết khấu có 10%, cái hãng B này có 12%, hãng C là có 15% thôi, nhưng bên em là lên đến 20-25%. Bên này nó không giao hàng miễn phí, bọn em giao hàng miễn phí, thì mình đã có ma trận, mình so sánh rồi, mình cứ thuyết phục dần dần như thế. Đấy gọi là xử lý lời từ chối. Họ có vô vàn lời từ chối thì mình cũng sẽ có vô vàn những lời thuyết phục. Và các thuyết phục này mình phải có một cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Và nhớ rằng là không đối đầu, mà đồng tình với ý kiến của họ và bẻ lái sang ý kiến của mình. Họ nói họ không có tiền thì mình bảo vâng, không có tiền thì mình có thể là gì, đợi một chút là mình vay ngân hàng, hoặc là mình đợi hàng tiền về, hoặc là bọn em sẽ cho bán công nợ một phần, hoặc là anh nhập ít hàng thôi. Đó, nó sẽ giải quyết được. Khả năng bán hàng, đúng không? Hàng tồn, đúng không? Anh sợ tồn nhiều lắm. Đã tồn thì bọn em đổi hàng cho anh, đết mới, anh yên tâm. Đấy, 3 tháng anh không bán được, bọn em đổi hàng khác để anh có đết mới. Và trong 6 tháng nữa anh không bán được, em sẽ cam kết thu hồi 100% về và hoàn lại 100% tiền cho anh. Có thể là anh sẽ trả một chút 5-10% cái chi phí vận chuyển, kho bãi, vân vân. Thì họ sẽ yên tâm ngay. Rồi em sẽ hỗ trợ anh bán, em chạy quảng cáo cho anh, em cho sale đi thị trường cho anh, em tuyển sale cho anh, em chạy quảng cáo, bán hàng, em tìm đại lý cho anh. Nhưng mà em nói ra cái gì thì em phải hứa, em phải làm. Chứ không là em lại trở thành sale họ hứa, đúng không? Các vấn đề vĩ mô họ nói là ôi kinh tế khó khăn. Vâng, đúng rồi, năm nay kinh tế rất khó khăn, tất cả mọi người đều đang gặp khó khăn, cho nên là chúng ta càng phải nỗ lực anh ạ. Và việc tìm được đối tác tốt, tìm được sản phẩm tốt, những mình gặp nhau là rất là tuyệt vời đó. Thế thì có thể có hàng nghìn những cái lời từ chối, tôi không thể dạy các bạn hết được nha. Nhưng các bạn nhớ cái nguyên tắc là các bạn sẽ đồng tình với những cái quan điểm của họ, và sau đó các bạn bẻ lái thuyết phục họ bằng minh chứng, bằng chính sách, bằng số liệu, bằng tất cả những cái điều mà các bạn có hiểu biết. Và nếu ở đây các bạn không biết nữa thì các bạn cứ đưa ra các ý kiến, câu hỏi nhá, thì tôi sẽ hỗ trợ các bạn, được chưa? Ghi nhận, ghi nhớ từng cái lời từ chối cụ thể, xác nhận với họ từng lời từ chối đó, và lo lắng và đồng tình với họ với cái quan điểm lo lắng đó. Họ sợ
tồn hàng cũng đúng rồi, bán hàng bây giờ ai chả sợ tồn đúng không anh? Nhưng em sẽ có giải pháp để anh không tồn, tồn rất ít. Đó, đấy thì người ta sẽ lắng nghe. Đấy gọi là xử lý lời từ chối đấy. Đưa ra minh chứng, lập luận chính sách để thuyết phục lo lắng, rằng là họ đang lo lắng thái quá, rằng là chúng ta sẽ có những cái giải pháp tốt cho họ. Hoặc là họ đang chưa suy nghĩ thấu đáo, đúng không? Đánh tan mọi sự nghi ngờ bằng cái sự chắc chắn, chuyên nghiệp, chuyên sâu, tình cảm, từ tốn của chúng ta. Nhưng mà chúng ta xử lý từng việc một nhé. Họ có 10 cái mối lo lắng thì chúng ta phải xử lý từng việc một. Và đàm phán và chia sẻ với khách hàng, cho khách hàng một cách từ từ, cho đi nhả ra từ từ nhé. Đừng có mà đạp phát kịch ga xong đến lúc phanh gấp hết bài. Đàm phán phải chắc chắn, nhả ra từ từ. Đó. Ok. Kỹ năng chốt đơn, đúng không? Chốt đơn, closing deal. Thế thì khi mà đến khi chúng ta thuyết phục thấy mọi thứ thuận lợi rồi, thì chúng ta bắt đầu lấn sang những việc là chúng ta phải chốt đơn. Bằng cách là chúng ta bắt được tín hiệu, những cái từ khóa khiến mình chốt đơn. Thí dụ như họ bắt đầu ở thế em nói thì hợp đồng gồm những cái gì, rồi thì chính sách công nợ ra làm sao. Thì những cái đấy là bắt đầu là mình hiểu rằng là họ sẽ muốn chốt đơn, đúng không? Đấy, và mình cảm nhận được cái mối quan tâm của họ, đưa ra sự đồng thuận trên cái ý kiến của khách hàng. Thế thì bắt đầu mình mới phải xác nhận thông tin về đơn hàng, ví dụ như là số lượng, giá cả, chính sách chiết khấu, mức hỗ trợ, các chương trình, các chính sách, và chúng ta nên ghi lại bằng giấy. Cũng bạn có một tờ giấy hay sổ chúng ta viết lại, sau đó chúng ta gửi cho họ, đúng không? Hai bên làm tin, làm minh chứng, chụp ảnh gửi lại cho nhau, cho qua Zalo, Facebook rất là hay. Xác nhận thời gian, địa điểm giao hàng, làm biển quảng cáo, phương thức thanh toán, công nợ, xác nhận một cách rõ ràng, chắc chắn và kèm theo cái bắt tay. Tất nhiên là sau khi chốt xong họ vẫn lật kèo bình thường. Ngày mai họ nghĩ lại, ngày mai họ không có tiền, ngày mai họ tắt điện thoại, chuyện bình thường. Và cái kết quả không được như kỳ vọng cũng chuyện bình thường. Nguyên tắc là từ nhỏ đến lớn, từ ít đến nhiều. Đặt một chân vào cửa hàng, vào đại lý, vào kênh phân phối đã. Tôn trọng ý kiến khách hàng và chắt chiu từng cơ hội. Nhớ rằng hãy đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu và giữ đúng lời hứa và giúp họ bán hàng. Bởi vì mình có thể vào được thị trường rồi, nhưng mà nếu họ không bán được hàng thì mình cũng sẽ chết, mình cũng không, sẽ không bán được. Đó. Ok. Kỹ năng theo đuổi đơn hàng và đeo bám khách hàng. Cái phần này thì nó xuất phát từ cái thực tế là rất nhiều người chốt đơn xong tưởng là ngon, nhưng thực tế đơn vẫn hỏng. Đấy, nhưng chúng ta mới được khoảng 50-70% thôi, đơn vẫn hỏng, mất khách như chơi. Đối thủ vào cướp nẫng chân tay trên luôn. Cho nên là chúng ta cần phải theo đuổi đơn hàng và cẩn thận đeo bám khách hàng. Hứa gì, thỏa thuận như nào ghi lại nhé, làm chuẩn, làm đúng, giao hàng và đúng hẹn. Bảo mai em gọi điện cho anh, mai em gặp anh là phải gọi, nếu không gọi là phải có lý do chính đáng. Khách hàng vẫn có thời gian để suy nghĩ, bị đối thủ mời chào ngon ngọt hơn, hấp dẫn hơn, khô máu hơn, đúng không? Và rất nhiều lý do dẫn đến hỏng đơn. Cần test sản phẩm này, chưa đủ tiền này, hợp đồng còn phải xem xét lại, có một số điều khoản chưa hợp lý này, đối thủ đang cho ký gửi này. Đấy, mình bán đối thủ nó có ngồi yên đâu, đúng không? Rồi các cái dịch vụ hoặc là tác nghiệp sau khi chốt đơn phải chuẩn, giao hàng đúng hẹn, chuẩn chỉ, chi phí thấp, thái độ thì phải chuyên nghiệp, tích cực, chào hỏi đó nả lên, hàng đẹp, hàng chuẩn, đủ hàng, thiếu hàng họ lại không nhập. Chốt đơn 100 thùng hàng, bây giờ giao được có 30 thì người ta không nhập. Thanh toán và xác nhận thanh toán, các chính sách và cam kết đã hứa phải làm. Treo biển thì phải treo đi, tuyển nhân viên thì tuyển đi, chạy ads thì chạy đi, tìm khách lẻ thì tìm đi, làm luôn. Có thể kết quả nó chưa ra nhưng phải làm luôn. Không được lơ là và chuẩn chỉ với họ, và chuẩn bị các cái tình huống xấu để có phương án xử lý. Và cái mục 4.11 là kỹ năng chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán. Trước bán cũng phải chăm sóc. Đấy, hỏi thăm, quà cáp, ghé thăm cửa hàng, nhắn tin gọi điện, gặp gỡ, chào hỏi thường xuyên, nhắn tin chúc mừng sinh nhật trên mạng xã hội, trò chuyện tương tác trên mạng xã hội. Trong bán thì hỗ trợ khách hàng, các loại hỗ trợ, các cam kết đưa ra, chính sách thực hiện, hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến sản phẩm, thuế má, thị trường, tuyến dưới, vân vân. Nghe điện thoại của khách hàng, đừng có mà không nghe, họ gọi là phải nghe. Nhắn tin, luôn ghi nhớ là khách hàng là người nuôi sống mình, nuôi sống công ty và là người trả lương cho mình. Khách hàng là ông chủ của mình, đừng có mà kênh kiệu với họ. Mất khách hàng như chơi, mất khách hàng vào tay đối thủ như chơi. Và chăm sóc khách hàng sau bán thì có chính sách rồi, tôi hướng dẫn rồi.
phân cấp ra có bộ phận chăm sóc và mình lên lịch, mình dùng Gmail để chăm sóc khách hàng. Đấy, thí dụ như là mình vào Gmail như thế này. Đấy, mình dùng Gmail. Đấy, sau đó mình vào Calendar. Đấy, mình có thể nốt lại những cái ý kiến của khách hàng, hoặc là những cái ngày sinh, ví dụ như là ngày sinh nhật của khách hàng hay là cái ngày gì đấy, xong mình lưu vào đây. Đấy, mình lưu sự kiện vào đây, sau đó mình trích một cái phần lợi nhuận của mình ra để mình chăm sóc khách hàng. Trích một cái phần lợi nhuận ra, ví dụ mình bán được cái khách này mình phải một chăm sóc như nào, ví dụ như là có con gà, có quả trứng, rồi có con cá, rồi có chục bưởi biếu khách hàng, cứ thế nhẹ nhàng một cách thường xuyên liên tục âm thầm, quà cáp hỏi thăm vân vân. Rồi. Và cuối cùng đấy là kỹ năng thu hồi công nợ. Đấy, ví dụ như nếu mà mình bán hàng không công nợ thì ngon rồi. Đấy là chính sách của công ty rồi. Đấy, nhưng mà nếu mà lựa chọn mô hình bán hàng không công nợ thì phải kiên định với mô hình này. Phải có vốn lớn, phải hỗ trợ được chiết khấu cao. Và khách thì phải bán được hàng. Khách, đại lý, nhà phân phối hoặc là các cái điểm bán là phải họ bán được thì họ mới không công nợ. Đúng không? Đấy, hoặc là mô hình mình họ thực sự cần mình. Ví dụ như nhượng quyền chẳng hạn, họ thực sự cần mình. Và chú trọng xây dựng thương hiệu truyền thông để họ bán được hàng. Họ bán được hàng thì họ sẽ không công nợ vì họ có tiền mà. Hoặc là bán hàng giảm công nợ, đàm phán tăng công nợ từ từ, thu hồi công nợ một cách quyết liệt và nghiêm túc, có chính sách đàng hoàng. Xây dựng các cái chính sách về công nợ bằng cách là phải ký các hợp đồng, điều kiện pháp lý phải đầy đủ, hợp đồng phụ lục kèm theo những điều khoản chắc chắn, ví dụ như điều khoản phạt này, điều khoản thu hồi hàng hóa này, điều khoản lãi suất này, các bạn cái phần này tôi tư vấn cho nhé. Đấy, gửi hợp đồng đây, thầy Phan Anh tư vấn cho. Đấy, thầy Phan Anh làm gì mà tư vấn hợp đồng, đã nói rồi, thầy Phan Anh có 2 bằng đại học luật đàng hoàng, có 2 bằng kinh tế và đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ rồi, sắp xong rồi đấy ạ. Đấy, giao hàng cần phải có hóa đơn chứng từ để sau này mình còn hoặc là ký tá đầy đủ, không là lúc cãi nhau, đúng không? Hàng ngày, hàng tháng thì phải có bộ phận kế toán tài chính xác thực, xác nhận các cái con số, thông tin về số nợ, công nợ, tuổi nợ của khách hàng. Đấy. Và từ đó cũng sẽ đánh giá những cái phân loại những khách hàng theo nợ, để từ đó nếu họ mà uy tín thì mình có thể cho họ nợ nhiều, nhưng họ không uy tín thì mình không cho họ nợ. Đấy. Lựa chọn nhà phân phối đại lý cần kiểm tra thông tin của họ trước khi ký hợp đồng, để tránh rủi ro nhà phân phối đang bị phốt công nợ, làm ăn không uy tín, đúng không? Phải bán, lúc đấy thì phải bán rắn thôi, không cho công nợ thôi. Phân loại khách hàng theo uy tín nợ nha, rất là tốt. Ngoài cái việc họ bán được thì họ phải uy tín về công nợ nữa. Thế thì đòi nợ như thế nào? Đòi nợ bằng cách là nhắc họ hàng tuần, hàng tháng liên tục, chứ không phải là bẵng đi một thời gian dài mình mới nhắc. Thì họ sẽ không có thói quen trả nợ. Đấy, liên tục đòi thì họ sẽ phải có thói quen trả nợ và coi rằng đấy là cái việc bình thường, như là việc bán hàng thôi. Sáng bán chiều đòi, hôm sau giao hàng lại đòi, cứ thế tạo thành một thói quen trả nợ đúng hạn cho khách hàng. Chăm sóc khách hàng kỹ lưỡng, thân thiết với họ để tạo điều kiện thuận lợi khi thu hồi nợ. Sáng bán hàng, chiều ship quà, tối đòi nợ bình thường. Đòi nợ xong mai lại tặng quà bình thường, đúng không? Nhắc nợ, hẹn nợ, gặp nợ và năng nhắc nợ, đòi khéo léo, tác động đến người thân, bạn hàng, con nợ. Đấy, sử dụng cuối cùng là những cái việc tranh chấp, kiện tụng vân vân, hoặc là gặp những cái khách nợ khó đòi thì phải có giải pháp. Đấy. Thế rồi còn các cái kênh tìm kiếm khách hàng đấy, thì ở đây các bạn có thể chạy quảng cáo hoặc là vào các hội nhóm các bạn tìm. Thì phần này thì có những cái video riêng để tôi dạy cho các bạn chạy quảng cáo Facebook, Zalo, TikTok, YouTube, xây kênh để tìm, để xây dựng thương hiệu, để từ đó có khách hàng tìm đến mình. Rồi thì mình tìm khách hàng, nếu mình search Google đấy cũng sẽ ra web của họ, mình search Facebook cũng sẽ ra page của họ, mình liên hệ với họ, mình inbox cho họ. Đấy, ý tôi là như vậy. Đấy là tìm kiếm khách hàng. Đi đường tìm kiếm các đại lý khách hàng, giới thiệu khách hàng, tham gia các hội thảo ngành nghề, hội chợ để tìm kiếm khách hàng, tổ chức các câu lạc bộ, hội nhóm, vân vân. Đấy, kết hợp với những người bán hàng khác. Ví dụ như là bạn bán gạch thì bạn kết hợp với người bán vữa, đúng không? Ví dụ thế, bạn bán thiết bị vệ sinh thì bạn kết hợp với cái đơn vị mà thi công thiết kế công trình, kiểu kiểu như thế.
Vâng, và cuối cùng ở đây là gì, là các bạn cũng sẽ phải lập cái kỹ năng công việc, quản lý công việc, báo cáo công việc. Có kế hoạch như thế nào đây, kế hoạch đây. Ví dụ như hàng tuần mình đi đâu, làm gì. Đấy, kế hoạch công việc đâu rồi, đợi để tôi xem. Đấy, có những cái file đây. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy này, lịch đi đâu, đấy, thời gian hoàn thành, tỷ lệ hoàn thành, doanh số, nguồn, tỷ lệ chốt, đấy, chăm sóc khách hàng hoàn trả, báo cáo về sản phẩm, báo cáo công việc phát sinh, đấy, rồi lịch tuần làm việc, đấy, ai làm cái gì, mô tả đây, ngày hoàn thành, kết quả đạt được, vân vân, ngân sách, người thực hiện, phối hợp. Đấy, hoặc là mình có thể sử dụng các phần mềm như là phần mềm Base hoặc là phần mềm Misa. Đấy, hoặc là phần mềm Trello, đấy, đấy là những cái phần mềm. Còn không thì Excel mình có thể làm như thế này nhá. Thì cái người làm kinh doanh ấy, thì chúng ta phải lập kế hoạch cho mình, hôm nay tôi đi những đâu, làm những gì, gặp những ai. Và nguyên tắc của sự may mắn đấy là càng chăm chỉ thì chúng ta càng may mắn. Cứ tỷ lệ chốt đơn nó sẽ là một cái tỷ lệ cố định, cho nên chúng ta càng gặp nhiều người thì chúng ta càng chốt được nhiều người hơn. Và chúng ta càng chuyên nghiệp hơn, chúng ta càng chuẩn mực thì chúng ta gặp được đúng đối tượng hơn, tỷ lệ chốt cao hơn. Chúng ta phải báo cáo công việc và từ đó đề xuất các giải pháp và học về thị trường, học về sản phẩm thật nhanh mà. Đấy, và duy trì cái theo đuổi công việc, theo đuổi khách hàng đó, và duy trì lòng đam mê. Đấy, rồi thì tạo những cảm hứng cho mình, đào tạo cho đội nhóm, vân vân đó. Thế các cái mô hình bán hàng ở đây thì chúng ta thấy là có rất nhiều mô hình: kênh phân phối, điểm bán, nhượng quyền, tìm kiếm khách hàng online, chạy quảng cáo, affiliate, dropshipping, phát triển hệ thống người bán, mô hình đa cấp, cộng tác viên online, mở cửa hàng, trưng bày sản phẩm, phát triển chuỗi, nhượng quyền, livestream bán hàng, chạy quảng cáo, bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, kết hợp với các trang thương mại điện tử quốc tế, vân vân. Đó, và liên tục đào tạo, xây dựng văn hóa, hỗ trợ nhau trong đội nhóm, tư duy kinh doanh, rồi thì động lực phát triển, đúng không? Giúp đỡ nhau trong công việc. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp mình thấy rằng là sau một thời gian làm việc thì không phù hợp thì mình chia tay thôi, cũng không có vấn đề gì cả nhá. Ok, thì vừa rồi tôi vừa trình bày với các anh chị và các bạn là đấy, khoảng trong một tiếng về cái kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp dành cho nhân viên kinh doanh, bộ phận kinh doanh gồm có chuyên viên hoặc là phó phòng, trưởng phòng, bán hàng, phát triển kênh phân phối, bán buôn, bán lẻ đó. Và nếu như các bạn cần bất kỳ cái sự trợ giúp nào thì các bạn có thể liên hệ với tôi qua các thông tin dưới đây để được tư vấn và trợ giúp. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn, bye bye.